Chương 41 Luyện khí ba tầng Ba đạo pháp thuật Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đặt mình vào bách độc lâm, trần cảnh cảm giác an toàn rất nhiều Với lại, so sánh với ngoại giới, nơi này linh khí, tự hồ hơi nhiều hơn một chút Tu tiên giới còn có động thiên phúc địa, linh mạch nói chuyện So sánh với đại ngụy cảnh nội địa phương khác, cái này bách độc lâm, miễn cưỡng cũng coi là một phương động thiên phúc địa có lẽ có thể làm cho ta luyện khí tu hành tốc độ nhanh hơn một phần mười trần cảnh an ổn thể xác tinh thần bắt đầu bế quan tu hành luyện khí con đường cũng may luyện khí kỳ mấy tầng trước tu hành cơ hồ vô cùng vững vàng không có gì tẩu hỏa nhập ma phong hiểm hỗn nguyên công đặc tính càng là tạp lại ổn trần cảnh an an ổn ổn luyện khí nhàn hạ thời điểm cũng lần nữa luyện một chút võ, chăm sóc một chút dược điền đáng nhắc tới chính là Trần cảnh năm đó gieo xuống tới một nhóm nhân sâm, linh chi, bây giờ đều đã năm không ngắn, hướng về 50 năm năm tới gần. Cứ như vậy, ngược lại là để trần cảnh nhiều một chút xoắn suýt. Có lẽ, ta tại đại ngụy hẳn là đợi cho những dược liệu này trưởng thành đến trên trăm năm năm mới đi tu tiên giới, dạng này cũng thật là có chút vốn liếng mà. Trần cảnh còn như thế nghĩ đến. Bất quá, hiện tại dược liệu, khoảng cách trở thành trăm năm dược liệu còn có đoạn thời gian trần cảnh liền thừa dịp trong khoảng thời gian này tại tu hành sau khi từ bách độc ngoài rừng vây thăm dò bắt đầu ý đồ tìm một chút dược liệu cái gì chỉ bớt quá cái này bách độc lâm tựa hồ cực kỳ đặc biệt bình thường hoang dại ngoại trừ độc vật bên ngoài căn bản không có một chút như cùng người tham gia chu quả dạng này dược liệu bách độc lâm loại này đặc tính cùng cái khác sơn lâm sinh thái khác biệt quá nhiều. Cái này để Trần Cảnh Hoài Nghi bắt đầu nghe đồn chân thực. Nghe đồn bách độc lâm là một đầu độc dao rớt xuống mà thành. Có thể là thật, bằng không không giải thích được bách độc linh khác biệt sinh thái. Đã như vậy, ta liền càng không thể hướng bách độc lâm khu vực hạch tâm thăm dò. Trần Cảnh nhìn một chút bách độc lâm chỗ sâu, quyết định chủ ý không định tiến về bên kia. Cứ như vậy. Xuân đi xuân lại tới, Tại Tề Vân Trấn thời điểm, Trần Cảnh liền đạt đến luyện khí tầng 2 tốt thời gian mấy năm. Bây giờ, tại cái này bách độc trong rừng. Một năm rồi lại một năm. Trong nháy mắt, đi qua thời gian 7 năm. Một ngày này, Trần Cảnh thổ nạp, tu hành, hỗn nguyên công. Hấp thu linh khí, tại thể nội hóa thành pháp lực, rốt cục đột phá cảnh giới. Hô! Trần Cảnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, lượt hơi xúc động, chỉ là đạt tới luyện khí ba tầng, liền hao phí thời gian 10 năm a. Cái này luyện khí kỳ phía sau cảnh giới, chẳng phải là muốn mỗi một cái đều vượt qua 10 năm. Mặc dù biết được mình là phế linh căng, ngụy linh rễ, nhưng là cái này tu hành tốc độ, vẫn là chậm để trần cảnh đều có chút khó mà tiếp nhận. Dựa theo ông tổ nhà họ Lý giới thiệu, bình thường tu tiên giả, nếu như 80 tuổi trước đó không có đạt tới luyện khí 11 tầng trở lên, liền cơ hồ trúc cơ vô vọng. Đương nhiên, ông tổ nhà họ Lý mình cũng là không có gì truyền thừa cùng tại nguyên tán tu, cả một đời tu đến đầu cũng mới luyện khí sáu tầng thôi. Trần Cảnh suy đoán, nếu như mình tiếp tục tu hành như vậy, khả năng còn không bằng ông tổ nhà họ Lý đâu. Cũng may, hắn có nhiều thời gian, không cần lo lắng sẽ chết già. Từ từ sẽ đến đi, ngày sau đặt chân tu tiên giới, nhiều cải thiện một cái hoàn cảnh bên ngoài, đạt được một chút tài nguyên. Trần Cảnh thở dài một hơi, chỉ có làm ý tưởng này. Hắn đã cảm nhận được, tu tiên khó, khó mà lên trời. Cũng may, lúc tu luyện, động một tí đều sẽ đi qua rất nhiều ngày. Điểm này, ngược lại là có thể cho hết thời gian, không đến mức để trần cảnh mỗi ngày tại trong thế tục trầm luân, có một cái liên tục không ngừng truy cầu. Luyện khí tầng 3, có thể sử dụng một chút cơ sở pháp thuật. Tại tu vi đạt đến luyện khí 3 tầng về sau, Trần Cảnh tranh thủ thời gian liền muốn thử một chút tu hành pháp thuật. Tại ông tổ nhà họ Lý trong Ngọc Giảng, lưu lại có mấy đạo pháp thuật tu hành. Trong đó, liền có hộ thân thuật, có thể nở rộ pháp lực che chở cầm tự thân. Trừ cái đó ra, còn có một đạo thanh phong thuật, thi triển có thể nổi lên thanh phong. Pháp lực nếu là cường đại, thậm chí có thể liền thanh phong bay vút lên. Đặt ở cường đại hạng người trong tay, cái này đơn giản thanh phong thuật, cũng có thể nổi lên một trận cùng phong ngoại trừ cái này hai đạo pháp thuật còn có một đạo khí nhận thuật chính là hóa khí là lưỡi đao không màu vô hình khó lòng phòng bị trước cả hai một cái có thể làm hộ thân một cái có thể làm phụ trợ đạo thứ ba pháp thuật liền là thuần túy công phạt thuật đương nhiên cái này mấy đạo pháp thuật tại tu hành giới cũng đều là nát đường cái tồn tại đối trần cảnh tới nói lại là vô cùng mới lạ có thể làm cho hắn có rất hứng thú lúc này trần cảnh bắt đầu học tập diễn luyện pháp thuật trong cơ thể pháp lực lấy đặc biệt đường vân vận hành thấu thể mà ra lập tức dẫn động thiên địa chi lực hộ thân thuật thanh phong thuật khí nhận thuật trần cảnh bắt đầu đối cái này ba đạo pháp thuật lặp đi lặp lại luyện tập ngày qua ngày liền là tu hành luyện khí luyện tập pháp thuật chiếu cố dược liệu cứ như vậy lại là đông đi xuân tới, trần cảnh đem cái này ba đạo pháp thuật luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, cơ hồ là tay bóp quyết liền có thể phóng thích. Như thế, trần cảnh mới có ra ngoài tâm tư. Là thời điểm ra ngoài, nếm thử tìm kiếm ngũ kiếm môn năm thanh kiếm. Trần cảnh cúi đầu, trong tay của hắn, xuất hiện cái kia màu đỏ tiểu kiếm. Những ngày qua, trần cảnh cũng đã đem cái này màu đỏ tiểu kiếm tế luyện một phen. Liền là mỗi ngày quán chú pháp lực, lẫn nhau đều lẫn nhau quen thuộc. Mặc dù không có hoàn chỉnh bách bộ phi kiếm quyết, nhưng là Trần Cảnh cũng có thể đem cái này màu đỏ tiểu kiếm xem như ám khí sử dụng. Quán chú pháp lực về sau, tiểu kiếm này bên trên có thể tỏa ra nửa tất kiếm mang, sắc bén vô song, cơ hồ không gì không phá. Chỉ bất quá, một khi bắn ra về sau, Trần Cảnh không cách nào cách không đem thu hồi. Dù sao, hắn tế luyện pháp khí biện pháp, cũng là nhất là nguyên thủy biện pháp không thể thu phóng tự nhiên nếu là có hoàn chỉnh bách bộ phi kiếm quyết chỉ sợ tiểu kiếm này liền có thể hóa thành chân chính phi kiếm thu phóng tự nhiên vận chuyển tùy tâm đến lúc đó thả trong võ lâm cũng cơ hồ là kiếm tiên nhân vật trần cảnh thầm nghĩ đối bản đầy đủ bách bộ phi kiếm quyết vẫn là rất có mong đợi đương nhiên cho dù là trần cảnh còn không có đạt được bách bộ phi kiếm quyết lấy hắn hiện tại cường độ thân thể cùng luyện khí ba tầng thực lực, thả trong võ lâm, cũng là nhẹ nhõm nghiền ép những tiên thiên đó tông sư. Bởi vậy, Trần Cảnh mới mang theo chút thuận tiện độc dược, chuẩn bị đi ra bách độc lâm, đi đem năm thanh tiểu kiếm thu thập bắt đầu, tập hợp đủ hoàn chỉnh, bách bộ phi kiếm quyết. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 42 Tiên nhân xuống núi, cả người vào đô thành. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio trần cảnh lần nữa đi ra bách độc lâm bây giờ lần nữa đi ra bách độc lâm trần cảnh cảm giác lại không giống nhau hắn đã trở thành một vị tu tiên giả khống chế pháp thuật phía dưới phàm tục võ lâm đã cùng hắn là hai cấp độ đi ra bách độc lâm về sau trần cảnh trầm ngâm năm đó ngũ kiếm môn tính vật bốn cái rơi vào cái kia thiết huyết thần tướng tạ bá thiên trong tay mà tạ bá thiên lệ thuộc vào đại ngụy triệt hoàng thủ hạ xem như đại ngụy chính thống. Năm đó, thanh kiếm núi lớn chiến, tự hồ mấy đại tiên thiên cao thủ nhau nhau bị thương, riêng phần mình trở về. Ngoại trừ cừu vương sinh động bên ngoài, cái khác mấy đại tiên thiên tông sư, tự hồ không có âm thanh tin tức. Trần cảnh trầm ngâm một phen, tuyển định phương hướng của mình. Đại ngụy đô thành. Tạ bá thiên đã về tới đại ngụy, như vậy nhất định là thuộc về đại ngụy đô thành. Thậm chí, cái kia còn lại bốn kiếm môn tính vật, hơn phân nửa cũng rơi vào đại ngụy hoàng đế trong tay. Chỉ là không biết. Hiện tại đại ngụy hoàng đế, phải chăng thay người. Trần cảnh còn có loại này nghi hoặc. Tính toán thời gian, ngày xưa đại ngụy triệt hoàng, bây giờ cũng có 60 tuổi khoảng chừng. Từ năm đó Trần Cảnh ngoài ý muốn cứu vẫn là cái không đủ 10 tuổi triệt hoàng, cho tới bây giờ, thời gian vội vàng, đều đi qua chừng 50 năm. Trần Cảnh tâm thái, phát sinh biến hóa nếu là hắn còn tại vị có lẽ có thể bằng vào năm đó một đoạn này duyên hướng hắn đòi hỏi vậy còn dư lại ngũ kiếm môn tính vật trần cảnh dạng này thầm nghĩ đồng thời trần cảnh ngón tay bóp lập tức thi triển thanh phong thuật hô một cổ thanh phong đột nhiên mà lên trần cảnh như là cái này phong bên trong lạc diệp theo gió mà tung bay hoa cứ như vậy trần cảnh giống như người trong chốn thần tiên nhanh chóng vội vàng đường tại không người thời điểm trần cảnh có thể làm như vậy gặp được người thời điểm trần cảnh vẫn còn có chút che giấu hắn ra bách độc lâm tìm cái phương hướng tìm được một cái trong thành thị một phen nghe ngóng mới hiểu hôm nay thiên hạ từ thế chân vạc biến thành lưỡng cường tranh chấp đại ngụy triệt hoàng đã thoái vị thái tử đăng cơ để giang sơn đổi nhan sắc lệnh thiên hạ biến đổi cùng ngày xưa cựu vương đại quân địa vị ngang nhau. Thiên hạ này lại biến thành đại ngụy nhà thiên hạ, bất quá là bọn hắn hoàng tộc tranh chấp. Nhanh lên kết thúc đi, thiên hạ bách tính cũng khá hơn một chút. Biết được những tình huống này, Trần Cảnh sinh ra dạng này cảm khái. Đã biết được đại ngụy vẫn còn, thậm chí triệt hoàng còn không có băng hà, như vậy Trần Cảnh mục tiêu liền càng thêm minh xác. Hắn muốn thẳng đến đại ngụy đô thành, sau đó nếm thử đạt được cái kia còn lại ngũ kiếm môn tính vật, tạo thành hoàn chỉnh pháp khí tiểu kiếm, đạt được cái kia bách bộ phi kiếm quyết. Một tháng sau, Trần Cảnh đi đi nhìn xem, đi tới đại ngụy Đô Thành trước. Cái này Đô Thành, không hổ là đại ngụy Đô Thành. So với Trần Cảnh thấy cái khác thành thị đều muốn khổng lồ, với lại náo nhiệt có sức sống. Cổng chỗ, liền người đến người đi, náo nhiệt không thôi. Thậm chí, tại Đô Thành trước, đều không nhìn thấy có bị chiến loạn ảnh hưởng vết tích xem ra đại ngụy tân quân quả thật không tệ trần cảnh âm thầm gật đầu hắn cùng nhau đi tới đi ngang qua cừu vương về sau quản lý khu vực cũng đặt chân đại ngụy đô thành song phương chênh lệch vừa xem hiểu ngay cừu vương bên kia còn tại đại lực cường quân chinh quân không để ý chút nào dân sinh trái lại đại ngụy bên này lại là còn đang phát triển dân sinh ngưng tụ dân tâm bởi vậy trần cảnh mới loại suy nghĩ này rất nhanh trần cảnh đi tới trước cửa thành cái kia thủ vệ thị vệ còn hỏi thăm thân phận của trần cảnh cùng mục đích tính danh trần cảnh giang hồ lãng nhân tìm kiếm hỏi thăm cố nhân mà đến trần cảnh tuôn ra những tin tức này đô thành thủ vệ còn đem những này nhớ kỹ về sau lúc này mới cho đi mà vào trần cảnh vượt đủ đô thành bên trong lập tức cảm giác cái này đô thành càng thêm náo nhiệt hai bên đường phố, đều là rau hàng thanh âm, có người đến người đi. Trần cảnh cũng không có vội và có hành động, đầu tiên là tìm khách sạn, ở tạm. Trong khách sạn, Trần cảnh suy nghĩ. Nên như thế nào đi gặp đến triệt hoàng đâu? Trực tiếp đêm nhập hoàng cung. Thanh phong thuật ngược lại là có thể để cho ta vượt qua tường cao mà vào hoàng cung, nhưng là trong quá trình này bị phát hiện, coi như lúng túng. Trần cảnh nghĩ như vậy hắn muốn ngủ kiếm môn tính vật liền cần đi gặp đến hoàng thất người vẫn phải có phân lượng mới được trần cảnh dự định chỉ dùng của mình cùng bây giờ thái thượng hoàng ngày xưa triệt hoàng cái kia một chút xíu giao tình cùng triển lộ tu tiên giả thân phận đi yêu cầu cái kia tính vật nhưng vấn đề ngay tại ở hắn nên làm sao có thể gặp cho tới bây giờ thái thượng hoàng đâu liền ngay cả nhập hoàng cung cũng là một cái vấn đề không vào hoàng cung cũng không có cơ hội có thể nhìn thấy a trần cảnh trong lúc nhất thời còn không quyết định được thế là trần cảnh dứt khoát liền rời đi khách sạn tại cái này đại ngụy đô thành bên trong đi dạo cái này một đi dạo lại bởi vì lòng vừa nghĩ bất tri bất giác liền hướng phía nội thành hoàng cung phương hướng đi dạo đi hoàng cung bên cạnh đều là vọng tộc đại viện công khanh hầu phủ trần cảnh hành tẩu trong đó thời điểm cảm nhận được không thiếu xem kỹ ánh mắt trần cảnh cũng không có để ý Tiêu giao hầu phủ. Cái này hầu gia danh tự cũng không tệ. Trần cảnh liền tùy ý thấy được một cái hầu phủ, tên là tiêu giao hầu. Cái tên này, để trần cảnh nhìn không được chăm chú nhìn thêm. Cộc cộc cộc. Liền là lúc này, có ngựa cao to cộc 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 mà đến, phía trên ngồi hung hăng chứa thanh niên, từ phía trên xoay người mà xuống, hướng phía hầu phủ bên trong mà đi. Ân. Trần cảnh ngây ngẩn cả người. Bởi vì, người thanh niên này bộ dáng nhìn quen mắt vô cùng nhìn quen mắt tiêu nhi trần cảnh nhận ra cái này tiến vào tiêu giao hậu phủ thanh niên đương nhiên đó là mình tại tề vân trấn con nuôi lý tiêu nói như vậy giờ khắc này trần cảnh liên tưởng rất nhiều năm đó lý thế ra ngoài làm đại sự hắn từng mang về một cái thụ thương thanh niên áo lót mặt chính là đặc biệt trang phục màu vàng về sau tề vân trấn có truyền ngôn thái tử tại khoảng cách tề vân trấn hơn trăm dặm ngoại chiêu binh, lại bị ám sát. Sẽ liên lạc lại cho tới bây giờ, ngày xưa thái tử đăng cơ, Lý Tiêu vào cái tiêu giao hầu phủ. Năm đó, Lý Thế mang về thanh niên, liền là ngày xưa thái tử. Bây giờ đại ngụy hoàng đế. Lý Thế trở thành tiêu giao hầu. Trần cảnh liên tưởng đến những này, chỉ có thể nói duyên phận không thể nói. Nếu thật là nếu như vậy, như vậy Trần Cảnh liền cứu được tuổi nhỏ triệt hoàng, cùng con của hắn riêng phần mình một lần. Nếu là như vậy, ngược lại là càng có khả năng đạt được cái kia ngũ kiếm môn tính vật. Trần Cảnh nghĩ như vậy, cũng không có đi tiêu giao hầu phủ cùng Lý Thế Lý tiêu phụ tử nhận nhau dự định. Hắn xoay người rời đi, mặt khác làm dự định. Một bên khác, Lý tiêu dưới hông con ngựa, giao cho cổng gác cổng. Môn kia vệ còn ân cần hỏi. Tiểu hầu gia, đi săn bắn mệt mỏi sao? mệt mỏi. Ta dù sao cũng là tông sư cao thủ, làm sao lại mệt mỏi? Lý Tiêu lắc đầu. Bỗng nhiên, hắn tâm huyết dân trào, quay đầu nhìn lại, thấy được một thân ảnh đang tại đi xa. Lý Tiêu nhướng mày, cảm giác thân ảnh này ẩn ẩn cho một loại cảm giác quen thuộc. Chỉ bất quá, Lý Tiêu cũng nhớ không nổi đến là nơi nào quen thuộc. A à Phúc, ngươi biết người kia ngựa? Lý Tiêu hỏi thăm các cổng gác cổng lắc đầu nói. Không biết, nhưng là hắn vừa mới tại phụ cận đi dạo, bốn phía tất cả xem một chút, cũng không biết là làm cái gì. Bất quá là người trẻ tuổi, cho nên cũng không ai đi xua đuổi hắn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 43 Thừa phong mà xuống, cứu vãn đại ngụy chi tiên. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nghe nói hoàng thượng muốn tiến hành đại tế, tế đại ngụy mấy đời tiên hoàng, đại tế về sau, liền muốn ra quân, mở ra cùng cừu vương đại chiến. Trần cảnh tại đô thành bên trong đi một vòng, về đến khách sạn. Dưới lầu, nghe được một bàn người đang thảo luận vấn đề này. Đại tế. Trước khi chiến đấu đại tế. Trần cảnh nghe được điểm ấy, lập tức ý thức được cái này là mình tiếp xúc đương kim đại ngụy hoàng đế một cái đơn giản nhất trực tiếp phương thức. Hắn có thể tại đại tế lúc, lặng yên đến đại ngụy hoàng đế trước mặt đương nhiên, cũng có thể quan minh chính đại, triển lộ thủ đoạn đến đại ngụy hoàng đế trước mặt. Những phương thức này đều so trần cảnh chui vào hoàng cung muốn tốt hơn nhiều. Sinh ra ý nghĩ như vậy. Trần cảnh dứt khoát tìm cá nhân nhiều khách sạn quán rượu, nghe một hồi, lúc này mới xác định tin tức là thật. Với lại, đại tế ngày, ngay tại ba ngày sau đó. Ba ngày sau đó, không sai. Trần cảnh nhớ kỹ thời gian này. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua ba ngày. Một ngày này, có nội thành cấm vệ quân dốc toàn bộ lực lượng, tại đô thành bên trong mở đường. Đội ngũ khổng lồ, trung trung điệp điệp từ trong hoàng cung xuất phát. Văn võ bá quan, công khanh bá hầu, toàn bộ đều tại cái này cuồn cuộn trong đội ngũ. Tại cái này trong đội ngũ, các loại đại nội thị vệ, cao thủ cũng đều không thiếu. Trong đội ngũ, tòa liễn nhất là lộng lẫy, không ai qua được hoàng đế tòa giá, trừ hiện nay đại ngụy hoàng đế, càng là còn có thái thượng hoàng, ngày xưa triệt hoàng. Trần cảnh đứng tại khách sạn trên đỉnh, xa xa nhìn ra xa cái đội ngũ này, không có lựa chọn ở thời điểm này tiến lên. Mà là lặng yên từ nóc nhà trước hướng ngoài thành, chuẩn bị tại đại tế trước đó, hoặc là đại tế về sau, lại đi gặp hai vị này đại ngụy hoàng đế. Không bao lâu, Trần Cảnh dẫn đầu đi tới ngoài thành, cách ly thiên đàng có một khoảng cách trên đỉnh núi. Trần Cảnh nhìn ra xa, tính ra khoảng cách ta sử dụng thanh phong thuật mặc dù còn chưa thể ngự phong mà xuất hành nhưng là có thể làm được thuận gió mà xuống lướt đi mà đi khoảng cách này tự hồ vừa vặn trần cảnh đem khoảng cách nhìn ra đi ra hắn từ núi này đỉnh thi triển thanh phong thuật vừa vặn có thể phiêu nhiên mà xuống liền như là từ không trung bay qua có thể tạo thành rất mạnh thì giác hiệu quả như vậy ra dưới trận trần cảnh lường trước có thể nhất cử trấn trụ đại tế đội ngũ đến lúc đó trần cảnh cũng thuận tiện lấy tiên thân phận đi yêu cầu cái kia ngủ kiếm môn tính vật mặc dù trần cảnh có tính toán như vậy bất quá hắn sờ lên miệng túi của mình trong túi áo căn phòng là các loại uy lực kinh khủng độc phấn thậm chí còn có hắn bí mật luyện chế cổ trùng đối bình thường võ lâm cao thủ tới nói đây đều là khó lòng phòng bị đồ vật lấy phòng ngừa vạn nhất có những vật này tại cũng có thể an tâm rất nhiều Trần Cảnh nghĩ như vậy đến. Sau đó, hắn liền chờ đợi đại tế đội ngũ đến đây. Theo Trần Cảnh luyện khí tu tiên, trong cơ thể có pháp lực tình huống, thân thể của hắn cơ năng còn có chút biến hóa. Tỷ như, tài thính mắt tinh. Đứng tại trên đỉnh núi, Trần Cảnh thị lực vô cùng rõ ràng, như là mắt ưng, đem phía dưới hết thảy, cùng ngày đó đàn quanh mình, đều nhìn thanh thanh sở sở. Trần Cảnh đã có thể nhìn xem đại tế đội ngũ chậm rãi hướng phía thiên đàng mà đi cũng có thể nhìn thấy nơi xa trong rừng cây mấy cái ẩn tàng tốt đẹp thân ảnh. Ân. Trần cảnh ý thức được không thích hợp. Đại Ngụy tiến hành đại tế, bố trí một chút lực lượng phòng vệ thuộc về bình thường. Nhưng là, giống như như vậy lén lén lúc lúc, trốn ở trong rừng cây, tuyệt đối không là đại Ngụy chính thức lực lượng. Đây là loạn thần tặc tử. Muốn tại đại tế ngược lên ám sát tiến hành trần cảnh mặc dù có thể nhìn vào trong rừng cây ẩn tàng bóng người bất quá tại như vậy khoảng cách phía dưới trần cảnh cũng vô pháp xác định thân phận của những người đó cùng thực lực căn cứ trần cảnh suy nghĩ ứng làm đều không thua kém tông sư mới đúng muốn bằng không thì sẽ không như vậy gan lớn trong mấy người này một người cầm đầu càng làm cho trần cảnh khẽ nhíu mày bởi vì trần cảnh nhận ra người này cừu vương hắn cũng già bảy tám mươi tuổi làm sao cũng ở bên trong chỗ này. Cái kia trốn ở trong rừng cây trong mấy người, người cầm đầu, đương nhiên đó là trần cảnh tại thanh kiếm trên núi thấy qua cựu vương. Cựu vương tuổi tác không nhỏ, cũng cơ hồ cùng trần cảnh không chênh lệch nhiều. Cho nên, cũng kém không nhiều 80 tuổi khoảng chừng. Làm hắn chất tử triệt hoàng, hiện tại đều ngao thành thái thượng hoàng, tuổi tác có 60. Dù là cựu vương tuổi như vậy, vẫn còn trốn ở trong rừng cây theo lý mà nói hắn cũng sống không được bao lâu đây là thừa dịp mình còn có thể động muốn hành thích dết chém đầu tiến hành trần cảnh ý thức được điểm ấy cừu vương đã sớm già nua thật nhiều năm trước liền không có âm thanh tin tức bây giờ hắn lập nên phản vương thế lực cũng là hắn đời cháu chấp chưởng chỉ là mắt nhìn hạ tình huống này cừu vương đại quân hiển nhiên không cách nào cùng đại ngụy đối kháng cho nên cừu vương mới đến đi cử động như vậy muốn ám sát vương điều khiển. Tại ở trong đó, nhiều hơn thiếu ít đeo lấy một chút ngọc thạch câu phần tâm tư. Cư vương lớn như vậy đều tự thân xuất mã, vậy còn dư lại mấy người, chẳng lẽ cũng là tiên thiên tông sư. Trần cảnh khẽ trao mày. Hắn cũng không thể ngồi nhìn loại tình huống này phát sinh. Đại ngụy hoàng đế thật bị ám sát, như vậy thiên hạ sẽ lại lần đại loạn. Trần cảnh cũng không có cách nào đi yêu cầu ngũ kiếm môn tính vật. Lúc này, xuất từ đô thành đại tế đội ngũ đã tới gần thiên đàng soạt trong rừng cây kia chim kinh bay tán loạn mấy bóng người trực tiếp từ trong đó chui ra không thể hỏng ta kế hoạch trần cảnh cũng không do dự trực tiếp ngón tay bóp thi triển cái thanh phong thuật hô một cổ gió nổi lên trần cảnh nhảy xuống đáp lấy thanh phong hướng phía xa xa thiên đàng phiêu nhiên mà đi Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 44 Trần Cảnh Đăng Tràng, Tiên Nhân Hàng Thế Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đại tế đội ngũ Lý thế cùng con của mình Lý Tiêu tả hữu tuần sát, cẩn thận cảnh giác. Bọn hắn liền nương theo đương kim đại ngụy hoàng đế tả hữu. Bây giờ đại ngụy hoàng đế, xưng là cần hoàng, tên một chữ một cái cần chữ. Ngày xưa, thiên hạ đại loạn, cần hoàng từng mai danh ẩn tích hành tẩu thiên hạ bởi vậy làm quen lý thế ban đầu lúc cần hoàng vẫn là lấy một đường phản vương thân phận xuất hiện trên đời này ngay lúc đó lý thế bị kéo vào băng liền coi chính mình là gia nhập tạo phản đội ngũ cho nên cẩn thận rời đi tề vân trấn không ngờ cần hoàng thân phận chính là triệt hoàng chi tử về sau theo cần hoàng công thành lý thế địa vị cũng nước lên thì thuyền lên được sắc phong tiêu giao hầu khi đó, Lý Thế liền đem vợ con của mình chuyển đến đô thành, tại cái kia tiêu giao hầu phủ bên trong. "Tiêu Nhi, cẩn thận cảnh giác, càng là loại thời điểm này, có thể sẽ sai lầm." Lý Thế dặn dò con của mình. Giờ phút này, Lý Thế tuổi tác đã không nhỏ, có hơn 40 tuổi. Lý Tiêu tuổi tác cũng tới gần 20 tuổi, tư thế oai hùng vĩ ngạn thẳng tắp. Bọn hắn cái này hai cha con đều là tông sư, tại bây giờ trên triều đình cũng là một đoạn giai thoại không có người biết được, cái này bây giờ đại danh đỉnh đỉnh tiêu giao hầu phụ tử, cả hai nội kinh, đều là tới từ một người truyền công. Cha con bọn họ cũng ẩn giấu đi bí mật này. Cái kia cần hoàng chú ý tới lý thế khẩn trương, cười nói. Loại thời điểm này, ta đại nội cao thủ tất cả đều đều tại, tại sao có thể có đạo chích đâu? Tiếng nói mới lạc. Không tốt. Có thích khách. Có thị vệ hô to, chỉ gặp có mấy cái thân ảnh, nhanh chóng hướng phía cần hoàn tọa giá mà đến cần hoàn sắc mặt hơi đổi đánh mặt tới quá nhanh lý thế cùng lý tiêu cũng là như lâm đại địch đồng thời quát to một tiếng hộ giá hộ giá đại nội những cao thủ đều như lâm đại địch cấm vệ quân tập kết ở cùng nhau bất quá ở loại tình huống này bình thường binh sĩ đã không có tác dụng nơi đây dù sao địa hình khoáng đạt có lợi cho võ lâm cao thủ phát huy. Huống hồ, giờ phút này đến đây ám sát chính là Tiên Thiên tông sư. Ngụy Thiện, Ngụy Cần, chịu chết đi. Có hét lớn một tiếng âm thanh truyền đến, và Nô Cừu Vương vẫn phát huy ra Tiên Thiên tông sư thực lực, nhanh chóng xuyên qua đám người, cầm trong tay binh khí, liền trực tiếp giết tới. Tại xảy ra bất ngờ phía dưới, bình thường cao thủ tại dưới tay hắn đều chẳng qua địch. Cừu Vương Cần hoàng biến sắc, ý thức được đây là cừu vương. Vù vù. Lập tức, cần hoàng bên người, có hai đạo ẩn tàng thân ảnh bạo khởi, đi nghênh hướng cừu vương. Cái này chính là đại nội bên trong ẩn tàng tiên thiên tông sư, bảo vệ tại hoàng đế quanh thân. Cừu vương nhất thời bị ngăn lại, nhưng là cừu vương lại một điểm không sợ hãi, ngược lại trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hừ, trước tới đối phó ta. Chính hợp ý ta cư vương đã là tuổi già sức yếu giờ phút này cũng là liều chết đánh cược một lần cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền không phải chân chính chủ lực chết cư vương sau lưng có hai tôn tiên thiên tông sư đều xuất hiện một trái một phải trực tiếp thẳng hướng trần hoàng dương đông kích tây lý thế thấy thế biến sắc phẫn nộ quát hộ giá nói xong hắn cùng lý tiêu cùng nhau bảo vệ tại cần vương tả hữu Hô! Cùng lúc đó, Lý Thế Lý Tiêu phụ tử đồng thời xuất thủ, cương mãnh mạnh mẽ áo cưới nội kình không tầm thường, để thực lực của bọn hắn ẩn ẩn siêu thoát bình thường tông sư. Nhưng giờ phút này bọn hắn đối thủ chính là là chân chính Tiên Thiên Tông sư, Cư Vương từ chỗ nào lôi kéo tới Tiên Thiên Tông sư? Đại Ngụy Cần Hoàng đô có loại này nghi hoặc, đồng thời ý thức được cục diện này bất lợi. Tiên Thiên Tông sư tại một thời đại bên trong đều là số ít bên ngoài, thường thường bất quá mấy cái. Cho dù là tăng thêm ẩn tàng, cũng khó nói siêu không có vượt qua hai cái bàn tay. Nhưng bây giờ, cừu vương đến đây ám sát đại ngụy hoàng đế, lại là lập tức liền có ba tôn tiên thiên tông sư. Không. Chuẩn xác mà nói là bốn tôn. Bởi vì, Thái Thượng Hoàng Triệt Hoàng tọa giá trước, cũng có một bóng người lướt qua mà đi, muốn đem thứ nhất cùng ám sát. Bốn tôn tiên thiên tông sư trực tiếp để đại ngụy một phương, lâm vào vô cùng bất lợi tình trạng. 3. Chẳng qua là vừa đối mặt. Lý Thế cùng Lý Tiêu phụ tử, liền nhau nhau thổ huyết trở ra, ngăn cản không nổi tiên thiên tông sư một chiêu. Đây chính là tiên thiên cùng không phải tiên thiên ở giữa khác nhau. Bành. Thậm chí, tại tiên thiên tông sư chiêu thức quy lực bên trong, cái kia cần hoàng xe kéo, đều đột nhiên phá vỡ đi ra, lộ ra bên trong cần hoàng, chính một mặt kinh sợ. Một bên khác cừu vương không biết là sử dụng bí pháp gì, bạo phát đi ra uy lực không tầm thường, có ngọc đá cùng vỡ dự định, vậy mà kéo lại hai tôn tiên thiên tông sư. Mắt thấy sau một khắc, cần hoàng cùng cái kia triệt hoàng đô muốn mạng vẫn tiên thiên tông sư chi thủ lúc. Trên bầu trời, bỗng nhiên truyền tới một cái nhàn nhạt lại đột nhiên nổ vang thanh âm. Vương triều sự tình, há có thể đi qua loa như vậy tiến hành. Hai quân giao chiến, ám sát vương đỡ không thể làm cũng. Thanh âm này truyền thừa, phản phất mang theo một cổ lực lượng. Thanh âm đột nhiên vang lên, giống như một đạo tiếng sấm. Dù là ở đây tiên thiên tông sư, cùng với khác cao thủ, cũng nhịn không được hơi chấn động một chút. Càng là tu vi cao cường, cảm thụ càng rõ ràng nhất. Bọn hắn động tác đều có chút dừng lại, từng cái đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Cái này xem xét, liền từng cái quá sợ hãi chỉ gặp trên bầu trời có một bóng người phiêu nhiên xuống nhìn thấy trong nháy mắt mọi người quá sợ hãi nhưng cũng tâm thần rung động đây là có công khanh nhìn không được hai mắt đăm đăm không biết đây là cái gì thủ đoạn ở đây tiên thiên đại tông sư một cái sau một cái chấn kinh bởi vì như vậy từ trên trời giáng xuống căn bản không phải võ công thủ đoạn có thể làm được chỉ gặp thân ảnh kia bên người không có cái khác bằng vào không có vật gì, lại phiêu nhiên mà xuống, như trích tiên hạ phàm. Cư vương con ngươi có rụt lại, ý thức được không ổn. Cần hoàng mơ hộ cảm giác có chút chuyển cơ. Chỉ gặp thân ảnh kia phiêu nhiên mà xuống, nhìn về phía đến đâm điều khiển mấy cái đại tông sư, thản nhiên nói. Đại ngụy cùng ta có một đoạn duyên, không thể như này bị đâm mà chết, ngươi chờ hiện tại thối lui, còn có một chút hy vọng sống. Thân ảnh này, chính là Trần Cảnh. Giờ khắc này đã là thái thượng hoàng rút lui hoàng, vừa hay nhìn thấy trần cảnh bên mặt. Lập tức, một cổ vô cùng quen thuộc cảm giác, dâng lên trong lòng. Hồi nhỏ ký ức cuồn cuộn, đó là hắn theo mẫu thân đang chạy trốn quá trình bên trong gặp được sự tình. Mẹ con bọn hắn cùng hộ vệ bị một đám người vây giết. May mắn một vị nghĩa sĩ ra mặt, dẫn đi hai tên cao thủ, mới khiến cho hắn có thể còn sống, về sau trở thành thái tử, lại đăng lâm đại thống. Khi đó triệt hoàng, Thật sâu nhớ kỹ cái này bên mặt. Hiện tại, hai cái bên mặt đối mặt hào. Là hắn. Triệt Hoàng kích động, lại khó có thể tin nói. Con ta lúc ân nhân. Dung mạo vậy mà một điểm không thay đổi. Triệt Hoàng lời nói thanh âm không nhỏ, trực tiếp truyền ra. Mọi người hắn nghe lời này, nhao nhao hoảng sợ. Phải biết, Triệt Hoàng đã 60 tuổi. Thời trẻ con của hắn, đó cũng là 40 mươi năm trước. 4 năm 10 năm trôi qua, tại sao có thể có người dung nhan không già? Trừ phi. Đối phương không đơn thuần là người, vẫn là. Tiên. Cần hoàng nghe được mình phụ hoàng trong miệng lời nói, trên mặt có chút kinh hỉ. Tiên nhân. Cùng trẫm đại ngụy hữu duyên chi tiên. Lý thế cùng lý tiêu giờ phút này từ dưới đất bò dậy. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trần cảnh, rõ ràng ngũ quan hình dạng là có chút xa lạ, nhưng cũng đều có một cổ cảm giác quen thuộc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 45 Tiên Phạm có khác, nghiền ép chi thế. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ngươi là người phương nào? Cừu vương bỗng nhiên trầm giọng hỏi. Hỏi một câu, chưa từng các loại trần cảnh trả lời, cừu vương liền trầm mặt nói. Ta cũng là đại ngụy hoàng tộc, cái này chính là ta đại ngụy nội bộ sự tình hy vọng các hạ không cần xen vào việc của người khác nhưng mà trần cảnh cũng không trả lời hắn mà là quay đầu nhìn về phía cái kia cũng đã già nuôi triệt hoàng cười nói xem ra ngươi còn nhớ rõ năm đó ta ân cứu mạng triệt hoàng xem xét trần cảnh có chỗ đáp lại kích động không thôi nói tự nhiên nhớ kỹ một thế khó quên ân nhân nói xong triệt hoàng nhìn xem trần cảnh còn trẻ vô cùng chưa từng biến hóa khuôn mặt lẩm bẩm nói. Không ngờ, ân nhân đúng là người trong tiên đạo, hơn 10 năm đi qua, đều dung nhan chưa lão. Trần Cảnh mỉm cười, nói. Ta này đến, chính là cho mượn duyên mà hướng đại ngụy hoàng thất cầu một kiện đồ vật. Cái kia triệt hoàng giờ phút này đã minh bạch, Trần Cảnh xuất hiện, đối bọn hắn tới nói là cái đại hảo sự. Cho nên, không chút suy nghĩ liền trực tiếp nói. Tiên nhân nếu có điều cầu, ta đại ngụy hoàng thất tự nhiên cạn kiệt tất cả không sai tiên nhân nếu có điều cần ta đại ngụy hoàng thất tự nhiên không tiếc cần hoàng cũng ở một bên nói bổ sung hiển nhiên cũng ý thức được trần cảnh không tầm thường cùng giờ phút này đối với tình thế cải biến trần cảnh mỉm cười nhìn về phía cần hoàng nói ta đã từng cứu ngươi một mạng ngươi tại tề vân trấn lúc bản thân bị trọng thương tìm thường thần y cũng khó không lưu di chứng nhưng ta trị liệu về sau ngươi có thế từng có chỗ khó chịu cái này vừa nói cần hoàng còn có chút không biết tình huống không rõ ràng cho lắm cái kia lý thế chật muốn lên tại tề vân trấn chỉ có một người cho cần hoàng trị liệu qua người kia giống như hắn kết bái huynh trưởng đồng dạng nhưng ý thức được điểm ấy lý thế trong lòng cũng khó có thể tin kêu sợ hãi mà ra trần huynh trần cảnh nghe tiếng quay đầu nhìn về phía lý thế cười khẽ gật đầu hào phóng thản nhiên mà thừa nhận là ta lý thế trong lòng kịch chấn cái này một hồi thời gian lý thế mơ hồ từ triệt hoàng miệng bên trong biết được trần cảnh tại mấy chục năm trước liền là như vậy tuổi trẻ hiện tại vẫn là như vậy tuổi trẻ cái này đã nói lên trần cảnh chính là người trong tiên đạo thậm chí rất sớm trước đó chính là nhưng là hắn lại là mình nghĩa huynh tồn tại năm đó ta hành tẩu thiên hạ, thể ngộ hồng trần, vừa lúc ở cứu được ngươi về sau, dứt khoát đã đến tề vân trấn. Trần cảnh cấp ra một câu giải thích. Lý thế lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trước sau đều có thể giải thích lưu loát. Chẳng khác nào trần cảnh thể ngộ hồng trần, vừa vặn lý thế đụng đại vận gặp được hắn, nhiều hơn một đoạn duyên. Trần cảnh lúc này nhưng cũng nhìn về phía Lý Tiêu, cảm khái nói. Nhoáng một cái mấy năm, Tiêu Nhi đều đã trưởng thành. Lý Tiêu sững sờ, có chút khó có thể tin. Hắn vừa mới cũng cảm giác không thích hợp, đối phương cùng cha mình ở giữa đối thoại, tự hồ quan hệ không tầm thường. Lúc này, Lý Tiêu nhìn về phía phụ thân của mình Lý Thế, lấy được là kích động mà khẳng định gật đầu. Tiêu Nhi, nhanh bái kiến ngươi cha nuôi. Cha nuôi. Lý Tiêu vừa mừng vừa sợ, nhìn xem trần cảnh tự như so với chính mình còn trẻ khuôn mặt, kinh hãi không được. Nhưng là, nghĩ cùng đối phương là mình cha nuôi vừa vui vui mừng không thôi lúc này cừu vương lại cảm giác được không đúng phen này nhận thân nhận cũ xuống tới tình huống đối với mình đại bất lợi hắn không thể ngồi nhìn loại tình huống này tiếp tục thế là cừu vương giận quát một tiếng động thủ trước chém ngụy triệt cùng ngụy cần nói xong cừu vương xuất động thủ trước cơ hồ cá chết lưới rách muốn trước giết chết đại ngụy hai cái hoàng đế cái khác mấy cái tiên thiên tông sư hơi sững sờ nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng lựa chọn cùng cựu vương cùng nhau hành động thế cục lập tức khẩn trương bắt đầu hừ không biết lượng sức trần cảnh trên mặt tiếu dung vừa thu lại lại trực tiếp tay bắt pháp quyết làm sử dụng pháp thuật hộ thân thuật hai đạo linh quang từ trần cảnh trong tay chỉ trích mà ra cái này hai đạo linh quang chính là hộ thân thuật hộ thân thuật không chỉ có có thể bảo vệ tự thân, còn có thể bảo vệ người khác. Cao thâm lúc, thậm chí có thể rót vào một chút trong thùng, thời khắc máu chốt kích phát ra. Lý gia tổ truyền có một khối ngọc bội, liền là như thế. Cái kia hai đạo hộ thân thuộc linh quan, rơi vào triệt hoàng cùng trần hoàng trên thân. Tiên thiên tông sư công kích cũng đến. Bành. Giờ khắc này, bọn hắn công kích, lại toàn bộ đều bị hộ thân thuộc cho ngăn lại tất cả mọi người nhìn tận mắt, triệt hoàng cùng cần hoàng trên thân, đều hiện lên một cái nhàn nhạt phát ra quan mang cái lồng, đem bọn hắn gắn vào trong đó. Tại cái này phía dưới, cho dù là tiên thiên tông sư công kích, đều không thể đánh vỡ. Đây chính là pháp thuật đối với võ công áp chế. Cũng là tu tiên giả đối với võ giả hàng duy đã kích. Chỉ bất quá. Trần cảnh bây giờ luyện khí ba tầng. Pháp lực của hắn bất quá là có thể một hơi sử dụng năm sáu cái pháp thuật thôi từ vừa rồi đến bây giờ trần cảnh đã sử dụng ba đạo pháp thuật trong cơ thể pháp lực tiêu hao một nửa trần cảnh không chút nào hoảng hắn nhìn ra trước mắt chẳng qua là tiên thiên tông sư cũng không vượt ra ngoài cái này tiên thiên tông sư bên ngoài lực lượng như thế trần cảnh liền có thể có nghiền ép chi thế trần cảnh hừ lạnh một tiếng phía dưới trực tiếp lại lần nữa thi triển một đạo pháp thuật khí nhận thuật Hồ. trong không khí có tiếng xé gió một đạo mơ hồ hơi mờ khí nhận đột nhiên chỉ trích mà ra tốc độ mau lẹ một vị tiên thiên tông sư thậm chí không có phát giác được khí này lưỡi đau đến không có chút nào tránh né phía dưới phóc thử khí nhận mặt thể mà qua vô luận là cái kia tiên thiên tông sư thân thể vẫn là nội kình căn bản cũng không ngăn được pháp thuật khí nhận khí nhận mặt thể cái kia tiên thiên tông sư trên thân lập tức tuôn ra một đóa hoa máu. Hắn sông trong mắt, trực tiếp đã mất đi thần thái. Một màn này, trực tiếp để hiện trường yên lặng như tờ xuống tới. Cư vương khó có thể tin quay đầu, làm sao cũng không nghĩ tới, mình mang tới một tôn tiên thiên tông sư, đơn giản như vậy liền trực tiếp bị giết. Tiên không phải người có thế địch. Cư vương, cái này không trách được chúng ta. Bỗng nhiên, một tôn tiên thiên tông sư quay đầu thi triển khinh công mà đi. Hắn đi quả quyết vô cùng, trước khi đi còn để lại lời như vậy cho cừu vương. Dù sao, hắn vừa mới công kích triệt hoàng, lại bị cái kia hộ thân thuật quan mang ngăn cản. Ai có thể biết, cái này hộ thân thuật có thể ngăn cản bao lâu? Trái lại, dù bọn hắn là tiên thiên tông sư, nhưng cũng nang địch một đạo pháp thuật. Loại tình huống này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, lưu lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ta không tin cái này pháp thuật cường đại như thế. Cựu vương lại không cam tâm, vọt thẳng hướng về phía cần hoàng. Bất quá, bọn hắn hết thảy bốn tôn tiên thiên tông sư, bây giờ một chết vừa trốn. Đại ngụy bên này, nguyên vốn là có hai tôn tiên thiên tông sư. Hiện tại, thậm chí đều vô dụng trần cảnh xuất thủ, cái kia hai tôn đại ngụy tiên thiên tông sư, liền ngang nhiên xuất thủ, cản lại cựu vương. Không biết tự lượng sức mình không cần cản hắn để cho ta tới trần cảnh lại hữu tâm thí nghiệm một cái mình tế luyện rất nhiều năm màu đỏ tiểu kiếm nói như vậy muốn để hai tôn đại ngụy tiên thiên tông sư tránh ra nghe tiên sư cần hoàng thấy thế đuổi vội mở miệng mệnh lệnh hai tên đại ngụy tiên thiên tông sư cái kia hai tôn tiên thiên tông sư cũng vui vẻ đến thanh nhàn với lại đối tiên sư cũng có hiếu kỳ cứ như vậy bọn hắn không lại dây dưa cừu vương ngược lại đánh về phía một vị khác tiên thiên tông sư. Cựu vương hướng phía cần hoàng mà đến, con ngươi bên trong tất cả đều là sát ý, mặc kệ cái khác. Trần cảnh nhưng cũng xuất thủ. Hắn lật bàn tay một cái, pháp lực khẽ động. Lập tức, một đạo đỏ sắc quan mang, bắn nhanh mà ra. Hô! Quan mang này sắc bén, so với khí nhận thuật còn phải nhanh. Một cái chớp mắt không đến, quan mang đã chạm vào cựu vương trong cơ thể, để hắn ngay cả phản ứng không gian cũng không có. Phu phu. Cựu vương ngã xuống đất thanh âm truyền đến. Hiện trường lần nữa im ắng. Tiên sư đại năng. Cần hoàng mắt thấy một màn này, nhìn không được con mắt tỏa sáng, kích động nói. Cựu vương, chính là đại ngụy tâm mắt. Bây giờ bỏ mình, tương đương là đại ngụy giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, cần hoàng tự nhiên hưng phấn. Trần cảnh trên mặt cười nhạt một tiếng, đi ra phía trước. Tại cừu vương bên cạnh thi thể, Trần Cảnh vương tay. Trở về. Pháp lực cùng màu đỏ tiểu kiếm ở giữa liên hệ, để Trần Cảnh có thể cách không thủ vật. Chỉ bất quá, cái này cần khoảng cách nhất định phía dưới. Bá. Đỏ sắc quan mang trở về Trần Cảnh trong tay áo. Phi kiếm. Hiện trường, có công khanh vương hầu thấy thế, trần cả mắt lên, nhớ tới các loại cố sự hòa bản bên trong tiên nhân khống chế phi kiếm truyền thuyết lần này đối với trần cảnh tiên sư thân phận lại cũng không có người có hoài nghi ngược lại từng cái ánh mắt bên trong tràn đầy ngưỡng mộ kính sợ còn có một cái hoàng thất tông lão thì thao thiên phù hộ ta đại ngụy a à, ta đại ngụy bởi vì tiên mà thành bây giờ lại phải bởi vì tiên mà một lần nữa hưng thịnh cái kia đại ngụy bây giờ hoàng đế cần hoàn càng là trực tiếp tiến lên hướng phía trần cảnh cung kính hành lễ Ngụy cần cảm tạ tiên nhân ân cứu mạng. Bên kia, Triệt Hoàng cũng ở bên người cung nữ nâng phía dưới tiến lên, hướng về trần cảnh kích động hành lễ, nói. Ngụy Triệt lại tạ tiên nhân ân cứu mạng. Lý Thế cùng Lý Tiêu cũng xông lên trước. Lý Thế trong lúc nhất thời, cũng không biết nên hô cái gì. Hai cái hoàng đế đều đúng trần cảnh cung kính như thế, hắn trực tiếp hô cái trần huynh khó tránh khỏi có chút không ổn. Ngược lại là Lý Tiêu không có nhiều cố kỵ như vậy, trực tiếp mở miệng hô to: "Cha nuôi." Trần Cảnh mỉm cười gật đầu. Đồng thời tay hắn bại xuống, hành lễ cần hoàng cùng Triệt Hoàng, cũng cảm giác có cổ đại lực, tự nhiên đem bọn hắn đỡ dậy. Cái này khiến hai vị hoàng đế cảm thấy càng thêm kính sợ. Thật tình không biết, đây bất quá là pháp lực cơ sở ứng dụng thôi. Trần Cảnh cũng không có quá nhiều khách sáo mỉm cười gật đầu xem như đáp lại một phen về sau, liền trực tiếp nói. Ta lần này nhập thế, là chính là hướng ngụy hoàng cầu năm đó cái kia ngũ kiếm môn tính vật. Cái kia mấy món tính vật, vốn cũng không thuộc phàm tục thế gian, vẫn là chớ có lưu tại đại ngụy, đồ nhà sự đoan phân tranh. Trần Cảnh nói thẳng ra mục đích của mình, không có một chút chuyển biến. Trên thực tế, lấy hắn bây giờ tu tiên giả thân phận, đặt ở cái này trong thế tục, cũng không cần đi cái gì uyển chuyển sự tình ngũ kiếm môn tính vật vì cảm tạ tiên sư trẩm nguyện dâng lên cái kia đương kim đại ngụy hoàng đế cần hoàng không chút suy nghĩ liền trực tiếp đáp ứng xuống đáp ứng về sau cần hoàng còn nóng cắt nhìn về phía trần cảnh tiên sư có thể tiến về hoàng cung để trẩm tốt thiết yến cảm tạ một phen trần cảnh trầm ngâm hắn vừa mới muốn ngũ kiếm môn tính vật cũng không tốt trực tiếp cầm đồ vật liền đi Nghĩ như vậy, Trần Cảnh đồng ý tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 46 Cần Hoàng Chi Cầu, yêu thú thọ rùa Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Trong hoàng cung, giăng đèn kết hoa, một mảnh hỷ khí Thậm chí, tin tức đã tại đô thành chi bên trong lưu truyền ra Có tiên nhân giáng lâm đại ngụy Cần Hoàng vì đó chiêu đãi Trong hoàng cung, Khắp nơi đều là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Ngự thiện phòng bên trong đang tại khu chiên gõ trống chế tác hoàng cung toàn tịch. Đây hết thảy đều là bởi vì muốn chiêu đãi Trần Cảnh. Cảm tạ tiên sư giúp ta đại ngụy, cùng đối trẩm phụ tử ân cứu mạng. Tại buổi tiệc bên trên, có cung nữ không ngừng lưu chuyển, đưa lên từng đạo mỹ vị món ngon. Thật dài trên bàn, Trần Hoàng cầm trong tay chén rượu đứng dậy, trịnh trọng hướng về Trần Cảnh nói: Ha ha, Trần Cảnh khẽ cười cười. Đều là duyên phận. Tại Trần Cảnh bên cạnh, ngồi Lý Thế cùng Lý Tiêu hai cha con. Hiện tại, Cần Hoàng cũng hiểu biết Trần Cảnh cùng Lý Gia Phụ Tử quan hệ trong đó, cho nên cũng biết Trần Cảnh đối mình đích thật còn từng có ân cứu mạng. Duyên phận, tuyệt không thể tả A. À. Cần Hoàng thuận Trần Cảnh lời nói cảm khái. Đồng thời, Cần Hoàng vỗ tay một cái. Lập tức! liền có đại nội thái giám cầm trong tay khay mà đến, trên khay còn che kín vải đỏ. Tiên sư, đây cũng là ngươi muốn cái kia ngũ kiếm môn tín vật. Cần hoàng đối cái này ngũ kiếm môn tín vật không có một chút lưu luyến. Mặc dù truyền ngôn nói ngũ kiếm môn tín vật bên trong ẩn chứa bách bộ phi kiếm quyết, có thế trảm sát thú, nhưng những năm gần đây, hoàng gia không ngừng nghiên cứu, căn bản nghiên cứu không ra huyền bí trong đó. Cùng tiếp tục để không, còn không bằng hướng hiện hữu một tôn tu tiên giả lấy lòng đâu. Cái kia thái giám đem khay cho cầm tới, kéo ra phía trên vải đỏ. Trần cảnh nhìn rõ ràng, trong lúc này bên trong rõ ràng là cái khác bốn thanh mỏng như cánh ve dài bằng bàn tay tiểu kiếm. Theo thứ tự là đen, trắng, thanh, vàng bốn loại nhan sắc. Trần cảnh lập tức đem cái này bốn thanh kiếm cầm lấy đến, đồng thời móc ra mình màu đỏ tiểu kiếm, sau đó đem năm thanh kiếm lấy ngũ sắc trình tự chồng chồng ở cùng nhau lập tức năm thanh thật mỏng kiếm liền kín kẻ thiếp ở cùng nhau vừa vặn liền là một thanh bình thường tiểu kiếm độ dày thấy thế trần cảnh trong lòng hơi vui lại cũng không có biểu hiện ra ngoài chỉ là lật tay một cái trần cảnh liền đem tiểu kiếm này cho thu lên chuẩn bị đi trở về thử lại nghiệm cái này bản đầy đủ phi kiếm uy lực của pháp khí cùng lấy ra trong đó bách bộ phi kiếm quyết Tiên sư, trẫm đại biểu đại ngụy có một cái yêu cầu quá đáng. Mắt thấy Trần Cảnh nhận lấy cái này mấy thanh tiểu kiếm, cần Hoàng bỗng nhiên mở miệng. Trần Cảnh thu tiểu kiếm, nghĩ thầm quả nhiên không có đơn giản như vậy. Đã là đế vương nhân vật, chính là lại tôn kính cảm tạ tiên sư, làm sao lại nhất mùi nỗ lực mà không cầu hồi báo đâu? Trần Cảnh khe khẽ thở dài, nói: Nói đi. Trần Cảnh quyết định chú ý nếu như là mình có thể tùy tiện làm được sự tình, như vậy có thể thuận tiện đáp ứng. Nếu như không là có thể làm được, đó còn là trực tiếp từ chối. Đồng thời, buổi tiệc tản ra, lập tức trời đi, tỉnh trả lại cho mình tìm một chút phiền phức. Tiên sư, thực không dám giấu giếm, bây giờ đại ngụy gian nan, dân chúng lầm than. Cần hoàng lại là thở dài một hơi, nói. Nếu là bình thường phàm tục sự tình, trẫm còn có chút tự tin có thể xử lý. Bất quá, tại cái kia phương Bắc Chi Địa, có sát thú tàn phá bừa bãi, gây nên thủy tai không ngừng, không phải sức người có thế địch. Nói xong, Cần Hoàng đứng lên đến, hướng phía trần cảnh thật sâu thở dài. Theo Cần Hoàng động tác, cái khác cung nữ thị vệ bách quan, từng cái đều không có ngừng lại, nhào nhào đứng dậy, hướng phía trần cảnh quỳ xuống. Cầu tiên sư yêu ta đại Ngụy xuất thủ trừ bỏ cái kia sát thú. Cần Hoàng một câu nói ra cái khác mọi người ở đây, nhào nhào trăm miệng một lời mở miệng phụ họa. Trần Cảnh không nói tiếng nào, không có trả lời. Hắn trầm ngâm một chút. Đối cái kia sát thú, Trần Cảnh cũng có chút hứng thú. Bất quá, không có hoàn toàn chắc chắn, Trần Cảnh sẽ không can thiệp vào đi mạo hiểm. Cho nên trầm ngâm một phen, Trần Cảnh hướng về cần hoàng hỏi. Người trước đem cái kia sát thú lai lịch bộ dáng nội tình cùng ta hảo hảo nói một chút. Cần Hoàng nghe vậy, lại là đại hỷ, cho rằng Trần Cảnh đây là đảo ngược đồng ý. Trần Hoàng lúc này đứng dậy, phân phó một tiếng. Nhanh, đi đem hòa sĩ biến thành sát thú chi độ mang tới. Trần Cảnh ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có sát thú chân dung. Rất nhanh. Liền có cái đại nội thái giám tay nâng một bức tranh mà đến, Trần Hoàng nhận lấy về sau, tự thân vì Trần Cảnh triển khai. Chỉ gặp cái kia độ bên trên, vẽ lên một con sông lớn bên trong, có một cái bát tiên bàn vuông lớn rùa đen. Rùa đen. Trần cảnh có chút giật mình, không nghĩ tới tên tuổi tại đại ngụy đều vang lên nhiều năm như vậy sát thú, cũng chỉ là một con rùa đen. Đương nhiên, cái này rùa đen hơi lớn, phương viên chừng hơn một mét. Trần Hoàng lại nghiêm túc giới thiệu nói. Tiên sư, này chính là cái kia sát thú, trên thực tế sát thú bất quá là dân gian nghe đồn, bởi vì hắn ở trong nước, thường xuyên đúc đập, đạo trí thủy tai tràn lan. Với lại hắn thần thông khó lường, có thể ngự sống, không phải người có thế địch. Chính là tiên thiên tông sư công kích, đều không thể ở tại mai rùa phía trên lưu lại một chút vết tích. Cần hoàng chỉnh chạc đàng hoàng nghiêm túc giải thích nói. Dựa theo ta đại ngụy thái tổ lưu lại tin tức, này rùa tên là thọ rùa, hắn thọ nguyên lâu dài, trăm thọ là ấu niên kỳ, ngàn thọ là trưởng thành kỳ, vạn thọ là thành thục kỳ. Thứ nhất sáng vạn thọ, chính là người trong tiên đạo, đều khó mà ngăn chặn hắn thực lực. Dựa theo tiên nhân thuyết pháp, chính là khả năng trăm năm luyện khí, ngàn năm kim đan, nửa vạn thành anh, vạn năm hóa thần. Nói xong, Trần Hoàng thở dài nói: Cái này thọ rùa có một chút chỗ khác thường, có thể tại bỏ mình thời khắc tự sinh một trứng. Năm đó, từng có tiên nhân chém giết một thọ rùa, không ngờ hắn lưu lại dòng dõi, bây giờ trải qua hơn 200 năm, lại lần nữa đi ra gây sóng gió. Thọ rùa Trăm thọ, ngàn thọ, vạn thọ Trần cảnh đều có chút ngạc nhiên cảm khái, đây chính là tu tiên giới kỳ lạ, có thiên hình vạn trạng yêu thú. Với lại, cái này thọ rùa càng là sống được lâu, thực lực lại là cường đại. Ngược lại là cùng ta có chút tương tự, ta nếu là chậm rãi tu hành đến 10.000 tuổi, thực lực khẳng định cũng không kém. Trần cảnh thầm nghĩ. Sau một khắc, hắn âm thầm lắc đầu, đem ý nghĩ này cho vải ra. Hắn mặc dù sống được lâu, nhưng là làm sao có thể cùng một cái rùa đen đối đầu so đâu. Nghe Cần Hoàng đem những này nói ra, Trần Cảnh cũng yên tâm rất nhiều. Hơn 200 năm trước trứng rùa, bây giờ cho dù là trưởng thành 200 năm, cũng vẫn còn luyện khí kỳ. Huống hồ, lại còn không biết là lúc nào chân chính ra đời. Cái kia tiên nhân nhưng còn có cái khác còn sót lại tin tức. Trần Cảnh hỏi thăm. Trần Hoàng nói. Cái kia tiên nhân từng có con sót lại một tấm lệnh bài tính vật, xưng nếu là ta đại ngụy hoàng thất hậu nhân có thể làm cho lệnh bài tỏa ánh sáng người, có thể tiến về tiên nhân cố hương chi địa, bái nhập tiên nhân sư môn. A. À. Trần Cảnh gật đầu, biết được lệnh bài kia hơn phân nửa liền là có kiểm trắc linh căn công năng. Đồng thời, Trần Cảnh bén nhạy chú ý tới trong đó một điểm, hỏi. Cái kia tiên nhân tự thân đi đâu mà? cần hoàng thật dài thở dài, nói Năm đó cái kia thọ rùa có thọ bốn trăm, tiên nhân mặc dù hết sức chém vết, nhưng tự thân cũng dầu hết đèn tắt tọa hóa mà đi, lưu lại hai đạo truyền thừa, phân biệt bị đại ngụy thái tổ, cùng cái kia ngũ kiếm môn tiên tổ đoạt được. Nghe vậy, trần cảnh càng yên tâm hơn. Hắn ngũ kiếm môn tính vật, là đã từng tiên nhân còn sót lại, trần cảnh trước đây còn lo lắng cho mình đạt được, ngày sau sẽ có chút phiền phức hiện tại biết cái này trước tu tiên giả đều đã chết, Trần Cảnh rất là yên tâm xuống tới. Trần Cảnh trầm ngâm, đang suy nghĩ muốn hay không đi phương Bắc nhìn một chút cái kia thọ rùa. Trần Hoàng lại tại lúc này nói. Tiên sư, trẫm nguyện lấy năm đó tiên nhân di lưu chi vật, đến thỉnh cầu tiên sư xuất thủ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 47 Bắc thượng chém yêu đi, hoàn chỉnh phi kiếm năm màu, tu bách bộ phi kiếm quyết nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cần Hoàng để tỏ lòng thành ý, thậm chí trực tiếp đem cái kia ngày xưa tiên nhân để lại lệnh bài cho Trần Cảnh. Đó là một khối chất liệu kỳ dị lệnh bài, phía trên khắc rõ ngũ hành hai chữ. Ngũ hành là cái nào đó tu tiên môn phái danh tự sao? Trần Cảnh từ ông tổ nhà họ Lý Lưu lại trong ngọc giảng, không có bất kỳ cái gì liên quan tới ngũ hành môn tin tức. Bởi vì, Ông tổ nhà họ Lý chẳng qua là cái tán tu, liền tiếp xúc một chút tu tiên môn phái tư cách đều không có, cho nên liền cũng không có để lại những tin tức này. Trần Cảnh đem cái lệnh bài này tính vật cho thu lên, ngày sau có lẽ có cơ hội sử dụng. Đồng thời, Trần Cảnh không khỏi không cảm khái cần Hoàng thông minh. Cần Hoàng rất thông minh, vô luận là chính vụ bên trên, vẫn là cách đối nhân xử thế bên trên. Hắn hiển nhiên vô cùng quả quyết biết mình cho dù là giữ lại ngũ kiếm môn tính vật, ngũ hành lệnh bài đều vô dụng. Cho nên, hắn quả quyết lấy cái này đem đổi lấy để Trần Cảnh chém giết cái kia thọ rùa. Thậm chí, Trần Hoàng không chút do dự sớm đem những vật này cho Trần Cảnh, càng là hiện ra hắn e quy rộng lượng, phản phất nếu không có cân nhắc sự tình phía sau. Loại thái độ này chính là Trần Cảnh cảm thụ, đều không thể không tán thưởng một tiếng. Đi xem một chút a. À. Trần Cảnh hạ quyết tâm muốn đi trước phương Bắc, đi xem một chút cái kia bị truyền là đại ngụy chi sát thọ rùa. Nếu là đánh không lại, Trần Cảnh đương nhiên sẽ không mạo hiểm. Bất quá. Nếu là có thể, Trần Cảnh cũng không để ý thuận tay vì dân trừ hại, trợ giúp đại ngụy một lần. Tại Hoàng cung buổi tiệc về sau. Trần Hoàng vốn còn muốn muốn lưu Trần Cảnh trong Hoàng cung cung cấp đến đâu, lại gặp Trần Cảnh cự tuyệt. Trần Cảnh lấy muốn đi trước tiêu giao hầu phủ làm lý do, cự tuyệt cần hoàng. Cứ như vậy, Trần Cảnh rời đi hoàng cung, cùng Lý Thế Lý Tiêu cùng nhau đi tới bọn hắn Tiêu Giao Hầu phủ. Tại Tiêu Giao Hầu phủ bên trong, Trần Cảnh ngồi xuống chủ tọa bên trên, nhìn xem Lý Tiêu, rất có cảm khái. Tiêu Nhi đều đã lớn rồi. Cha nuôi, Lý Tiêu đi qua lâu như vậy, đã bình tĩnh rất nhiều, chỉ bất quá hắn còn có chút ít oán khí nói: "Ta trước đó còn tưởng rằng ngươi truyền công về sau, sẽ già nua mà chết đâu đã từng vô cùng lo lắng lý thế cũng ở một bên gật đầu trần cảnh là cha con bọn họ phân biệt truyền công cái này trong giang hồ cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi dù sao ai có thể tu luyện nhiều như vậy nội kình đi ra theo trần cảnh tiên nhân thân phận cho hấp thụ ánh sáng cái này lại có vẻ hợp lý bắt đầu trần cảnh khẽ mỉm cười nói ta chính là người tu tiên nội kinh với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao chỉ bất quá tu luyện đường dài dằng dặc động một tí mấy năm mấy chục năm khi đó ngươi đã lớn lên ta có hay không lưu lại cũng không khẩn yếu nghe trần cảnh một bên lý thế cũng là tâm tình phức tạp đại ca mấy năm trước ta công thành danh toại về tới tề vân trấn lại biết được ngươi không biết tung tích từng tại thiên hạ tìm kiếm ngươi không ngờ Đại ca ngươi lại cùng ta ông tổ nhà họ Lý đồng dạng, cũng là người trong tiên đạo. Trần Cảnh nhẹ gật đầu, nói: đều là duyên phận thôi. Tại Hàn Huyên một trận về sau, Trần Cảnh chính thức cùng bọn hắn cáo biệt. Tính là trước kia không có làm ra cáo biệt, lúc này làm đi ra. Ta tiến về phương bắc nhìn xem, cái kia sát thú phải chăng có thể trừ bỏ? Nếu là trừ bỏ về sau, ta sắp rời đi Đại Ngụy tương lai chẳng biết lúc nào có thế lại trở về trần cảnh trịnh trọng nói đừng cái này lý gia xem như trước mặt hắn mấy chục năm trong đời cùng hắn liên quan sâu nhất cho nên chỉ nói như thế đừng nghe vậy lý tiêu lại có chút không bỏ hôm đó sau ta còn có gặp lại cha nuôi ngày sau không nhất định trần cảnh cũng không có cho ra chính xác trả lời dù sao hắn đã có dự định muốn đi trước tu tiên giới đặt chân tu tiên giới thật liền là tu tiên không năm tháng. Từ đó về sau có thể hay không gặp lại, trần cảnh cũng vô pháp cam đoan. Nghe được câu trả lời này, Lý Thế cùng Lý Tiêu đều trầm mặt. Lý Tiêu mặc dù không bỏ, nhưng hắn cũng đã lớn lên, biết được trong lúc này liền phản phất hồng câu, bọn hắn liền là hai loại người. Các ngươi Lý gia tiên tổ lưu lại ngọc giảng, muốn sống tốt đảm bảo. Trần cảnh lúc này dặn dò một câu, đợi Lý Gia ngày sau nếu có có thế tu tiên chi tư người, Ngọc Giảng liền sẽ có phản ứng, đến lúc đó có khác tiên duyên. Trần Cảnh làm ra những này căng dặn về sau, cũng không có tại Lý Gia chờ lâu. Hắn ngay tại đêm đó, phiêu nhiên mà đi. Đối Trần Cảnh tới nói, đã đều làm ra nghiêm túc nói đừng, vậy liền không lưu lại luyến. Sáng sớm hôm sau, Lý Thế Lý tiêu phụ tử lên thật sớm, mới phát giác Trần Cảnh đã không thấy. Trần Cảnh xuất hiện, Phản phất như là một giấc mộng. Cuối cùng, còn có trong hoàng cung thái giám đến đây, thay thế hoàng đế hướng Trần Cảnh vấn an. Chỉ bất quá, Trần Cảnh đã rời đi, Lý Thế phụ tử cũng đành phải tự mình tiến cung, hướng về hoàng đế báo cáo tình huống này. Một bên khác, Trần Cảnh trong đêm rời đi, đều cũng không ngừng một đường bắc thượng. Hắn không có trước tiên rời đi đại ngụy, tiến về chân chính tu tiên giới, mà là chuẩn bị đi xem một cái cái kia thọ rùa lần này đi đường trần cảnh không có du sơn ngoạn thủy bởi vì trần cảnh dọc theo dòng sông càng phát ra bắc thượng phát hiện người ở càng là hiếm thiếu đây là mấy năm liên tục chiến loạn tăng thêm thọ rùa làm loạn chỗ đưa đến một con yêu thú vậy mà liền có thể đối phàm tục thế gian tạo thành lớn như vậy tổn thương trần cảnh cũng hơi xúc động càng thêm khắc sâu cảm nhận được tiên phàm có khác hoàn toàn không có cách nào so sánh Bất quá, trần cảnh tỉ mỉ nghĩ lại cũng là. Thọ rùa ở trong nước, toàn thân cứng rắn, thậm chí còn có thể một hai đạo thiên phú pháp thuật. Loại tình huống này cũng không phải là bình thường tiên thiên tông sư có thể đối kháng. Luyện khí 12 tầng, chia làm sơ trung hậu kỳ, ba tầng trước chính là luyện khí sơ kỳ, ta liền mới ở vào cảnh giới này. Cũng không biết, cái này thọ rùa hiện tại là cảnh giới gì. Nếu như nó là trung kỳ, ta còn có thể nghĩ một chút biện pháp diệt trừ nó, nhưng nếu như là luyện khí hậu kỳ, ta cũng chỉ có thể đường chạy. Trần cảnh quyết định dạng này chủ ý. Sở dĩ cho dù là luyện khí trung kỳ thọ rùa, hắn còn có thể nghĩ biện pháp là bởi vì trần cảnh đạt được bản đầy đủ phi kiếm năm màu. Cái kia ngũ kiếm môn tính vật, hợp lại làm một về sau, quy lực đại tăng. Đồng thời, năm thanh tiểu kiếm gãy tách đi ra, quán chú pháp lực về sau, có thể nhìn thấy trong đó bản đầy đủ bách bộ phi kiếm quyết. Năm kiếm hợp một, hóa thành một thanh ngũ sắc tiểu kiếm, quy lực nâng cao một bước. Tại bách bộ phi kiếm quyết, phía dưới, trần cảnh đối cái này ngũ sắc tiểu kiếm tế luyện một phen về sau, liền có thể vận chuyển như ý, như cánh tay sai. Dọc theo con đường này, trần cảnh đã tại Bắc Thượng, cũng đang không ngừng tế luyện, không ngừng quen thuộc bách bộ phi kiếm quyết. Cứ như vậy, hơn nửa tháng về sau, trần cảnh đi tới thọ rùa nơi ở hắn bách bộ phi kiếm quyết cũng đã thuần thục có thể thu phát tùy ý thọ rùa chính là ở đây bên trong trần cảnh nhấc mắt nhìn đi trước mắt vốn là đại ngụy dòng sông to lớn nhất ngụy sông một chỗ cửa sông chỗ thế nhưng bây giờ cái này cửa sông bị thọ rùa đắp bờ cho sinh sinh chặn đường bởi vậy đạo trí thượng du chỗ thủy tai tràn lan hạ du chi địa lại xảy ra khô hạn dựa theo đại ngụy cung cấp tình báo, cái này thọ rùa mỗi ngày đều sẽ trội lên thân thể phơi nắng. Trần cảnh ngẩng đầu, vừa vặn thấy được mặt trời lên mà lên. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 48 Vững vàng chém yêu, ngồi chờ cùng thăm dò. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Quy, không nên tới gần bờ sông, cẩn thận sát thú ẩn hiện. Trần cảnh đang tại cửa sông chờ đợi thọ rùa hiện thân phụ cận, lại có người gặp được Trần Cảnh, hảo tâm nhắc nhở. Trần Cảnh quay đầu, phát hiện là mấy cái tiểu hài, mặt có chút đơn sơ, trong tay cầm xiên cá lưới đánh cá, tự hồ là chuẩn bị bắt cá. Bọn hắn cũng tốt bụng nhắc nhở Trần Cảnh nói. Ngươi muốn bắt cá, cần đến hạ du đi, nơi đó sát thú mới không quản được. Nhìn xem mấy cái hảo tâm tiểu hài, Trần Cảnh mỉm cười, nhìn không được hỏi. Các ngươi gặp qua cái kia sát thú sao? đáng sợ sao? Nghe được Trần Cảnh hỏi một chút, mấy cái tiểu hài lập tức mồm năm miệng mười nói. Dĩ nhiên đã thấy rồi, có thể dọa người. Lớn như vậy dáng vẻ, còn có thể gây sóng gió. Một đứa bé càng là đưa tay khoa tay, đem hai tay rời khỏi lớn nhất. Ta đã từng nhìn thấy nó nuốt một con cá lớn, rất hung tàn. Cha ta liền là bị dìm nước chết, liền là sát thú làm hại. Mấy cái tiểu hài miêu tả, Đối với cái kia thọ rùa miêu tả đều không có chính diện. Kết hợp trần cảnh một đường mà đến kiến thức, trần cảnh đối cái kia thọ rùa đã có một cái bước đầu ấn tượng. Hoàn toàn chính xác không là đồ tốt, nhất thiếu đối với đại ngụy tới nói, là mối họa không nhỏ. Mấy cái tiểu hài đang nói. Bỗng nhiên, đê trung tâm bỗng nhiên có vòng xoáy chuyển động, một cái khổng lồ quái vật từ trong đó mà ra. Sát thú đi ra. Chạy mau mấy người thiếu niên nhau nhau mang theo mình xiên cá nhanh chóng chạy trốn. Bọn hắn chạy một trận, phát giác không đúng. Người kia làm sao còn tại nguyên chỗ? Đúng vậy a, à, hắn không sợ sao? Mấy cái tiểu hài bước chân chần chờ một chút, lẫn nhau liếc nhau một cái. Cẩu thẳng, ngươi đi gọi trong thôn đại nhân, chúng ta ở chỗ này nhìn xem người này muốn làm gì. Mấy đứa bé hoàn thành phân công, có người đi gọi đại nhân, cũng có người nhìn trần cảnh là muốn làm gì, vì cái gì không chạy. Bên kia, trần cảnh nhìn xem trong nước hiển hiện thân ảnh. Thình linh chính là một cái đại ô quy, chỉ bất quá hình thể không nhỏ, khoảng chừng hơn một mét, như là một trương bạn vuông lớn nhỏ. Với lại, theo cái này rùa đen hiển hiện, Trần Cảnh từ hắn trên thân cảm nhận được một cổ khác hẳn với pháp lực ba động. Tu tiên giả chính là pháp lực, mà yêu thú chính là yêu lực, cổ ba động này ứng làm liền là yêu lực. Trần cảnh lập tức ý thức được điểm ấy. Đồng thời, trần cảnh cảm thụ cái này yêu lực ba động, có thể cảm nhận được so với chính mình mạnh hơn một điểm. Nhưng là, lại cũng không có cường quá nhiều. Cái này thọ rùa, vẫn chỉ là trăm thọ rùa, năm trăm năm trước đó cũng chỉ là luyện khí kỳ. Nó hiện tại hẳn là chừng một trăm tuổi, cho nên tu vi mới chỉ là luyện khí trung kỳ. Nghĩ như vậy, trần cảnh trong tay, cái kia ngũ sắc tiểu kiếm nổi lên. Trần cảnh có ý nghĩ, muốn muốn chém giết cái này thọ rùa, dù sao hắn cũng coi là tai họa đại nguy hướng nhiều năm. Trần cảnh không có lập tức động thủ, mà là nhìn kỹ một chút cái kia thọ rùa. Thọ rùa tự hồ không có để ý bờ sông Trần Cảnh, tự mình bò lên trên bờ một bên, để ánh mặt trời chiếu tại trên người mình, tự hồ quể oải tại phơi nắng. Qua đã quen không có gặp nguy hiểm thời gian, đã vậy còn quá không có phòng bị thấy thế, Trần Cảnh trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ bất quá, Trần Cảnh cũng có chút cẩn thận, chậm rãi hướng phía thọ rùa chỗ phương hướng tiếp cận. Trong tay hắn ngũ sắc tiểu kiếm pháp khí, đã ở phía trên bôi lên từng tầng từng tầng độc tố, đạt đến liền ngay cả Trần Cảnh bực này tu tiên giả đều muốn mất mạng trình độ. Đây cũng là một đạo vững vàng bảo hiểm. Mà tiểu kiếm này chỉ là pháp khí, chính là Trần Cảnh được cái kia bách bộ phi kiếm quyết cũng liền như là danh tự như thế, chỉ có thể tại trăm bước bên trong thi triển. Đổi trở thành khoảng cách, bước chừng liền là 20 trượng, khoảng hơn 60 mét. Cho nên, Trần Cảnh muốn động thủ, cũng cần tới gần cái kia thọ rùa cái phạm vi này. Dựa theo tình báo, cái này thọ rùa có thể phun ra thủy tiễn. Chỉ bất quá, thủy tiễn cũng bất quá là phi hành trăm mét thôi, chỉ cần lôi kéo tốt khoảng cách, liền xem như không tránh né được, cũng có thể thi triển hộ thân thuật trần cảnh trong lòng đã sớm căn cứ vào thọ rùa năng lực mà làm dự định chỉ bất quá mắt thấy trần cảnh cùng cái kia thọ rùa khoảng cách có trăm bước trần cảnh lại cũng không có xuất thủ ngược lại một mực âm thầm phòng bị cứ như vậy thời gian từng giờ trôi qua nơi xa xuất hiện một chút thôn dân thấy được trần cảnh cùng sát thú khoảng cách tới gần còn vì chi lo lắng cái này từ bên ngoài đến người trẻ tuổi muốn làm gì muốn muốn lấy thân tự sát thú sao? Quả thực là không muốn sống nữa, vậy mà tới gần sát thú gần như vậy, chẳng lẽ không biết sát thú đói bụng là sẽ ăn người sao? Những âm thanh này, từ đằng xa nhau nhau, bị Trần Cảnh nghe lọt vào trong tai. Trần Cảnh không có đi để ý. Hắn trên thực tế làm xong tùy thời xuất thủ cùng chạy trốn chuẩn bị, liền nhìn cái này thọ rùa phải chăng có phản ứng. Chỉ bất quá. Thời gian từng giờ trôi qua mặt trời lên cao giữa bầu trời, liệt nhật viêm viêm, cái này thọ rùa còn tại phơi nắng. Trần cảnh cũng không có động. Thọ rùa không động hắn bất động, cả hai dặn co bắt đầu. vây xem các thôn dân, đều chịu không được nhau nhau tán đi. Chẳng qua là không phải có tiểu hài chạy tới xa xa nhìn một chút. Thời gian từng giờ trôi qua. Thẳng đến Thái Dương Quang mang dần dần đi Tây Phương. ba Thọ rùa bỗng nhiên động bắt đầu trần cảnh vẫn còn không động hắn nhìn xem thọ rùa tứ chi trượt đi trực tiếp vào trong nước không biết bóng dáng đi trần cảnh cũng vẫn xem lấy thọ rùa động tác trần cảnh sở dĩ không có động thủ là xuất phát từ vững vàng hắn nhất định phải thăm dò thọ rùa ra vào quy luật tính nết cái gì tranh thủ nhất kích tất sát cho nên không có tuyệt đối nắm chắc cùng cam đoan mình tuyệt đối an toàn trước đó trần cảnh sẽ không tùy tiện xuất thủ theo thọ rùa biến mất Trần Cảnh cũng không có rời đi. Hắn tại bờ sông, khoảng cách một đoạn thời gian ngồi xuống, chậm rãi điều tức. Theo Trần Cảnh bước vào con đường tu tiên, bình thường phàm tục đồ ăn, cũng còn sẽ ảnh hưởng thân thể của hắn. Theo lý mà nói, tu tiên giả thức ăn tốt nhất liền là linh mễ, hoặc là tích cốc đan. Cái trước còn có thể tăng tiếng tu hành, cái sau lại có thể một viên quản một tháng thân thể tiêu hao, sẽ không đói khác. Những này, Trần Cảnh đều không có cho nên hắn ăn cũng ít, thói quen đi bữa ăn hà uống lộ. cứ như vậy, sắc trời tối sầm xuống, trên ánh trăng giữa bầu trời, Trần Cảnh liền phát hiện, thọ rùa bất tri bất giác từ trong sông ngoi lên mặt nước thở mà lên, tựa hồ là đang phun ra nuốt vào lấy cái gì. Tên súc sinh này ngược lại là chịu khó, ban ngày phơi nắng, ban đêm thổ nạp. Trần Cảnh đem cái này quy luật ghi lại. Ngày thứ hai, Trần Cảnh yên nguyên như thế đem thọ rùa hành động quỷ tích nhớ kỹ rõ ràng hơn. Cứ như vậy, trần cảnh liên tiếp 7 ngày đều là như thế. Cho tới, các thôn dân cũng đều quen thuộc trần cảnh cái này quái nhân tồn tại. 7 ngày sau đó, trần cảnh có biến hóa. Hắn không còn là ngồi chờ quan sát. Mà là, ra ngoài rồi một chuyến. Trần cảnh vào phụ cận trong thành, từ trong lao để cái làm nhiều việc ác tử hình phạm. May mắn, năm đó ta từ ngũ độc giáo trưởng lão nơi đó lấy được, nuôi cổ sách còn có chút tác dụng. Trần cảnh thì thào, là cái này tử hình phạm nhân gieo một loại huyễn nhành cổ. Cái này cổ trùng, liền là có thể nhập người cái ót, từ đó khống chế người hành động. Chỉ bất quá, bị cổ trùng khống chế người hành động cứng nhắc, còn không như người thường linh hoạt, cho nên cũng có chút gân gà hiện tại, lại vừa vặn để trần cảnh lợi dụng bắt đầu. Hắn phải dùng cái này cổ trùng, khống chế cái này tử hình phạm nhân, tiến một bước thăm dò thọ rùa. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 49 Đủ kiểu thăm dò, mọi loại vững vàng, xuất thủ trảm chi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cái này ngày thứ 9. Trần cảnh núp ở khoảng cách bờ sông có một khoảng cách vị trí. Trong tay của hắn, có một cái nho nhỏ nhện, chính là cái kia huyển nhện cổ nhện mẹ. Trước người hắn là cái kia trên mặt mang theo hoảng sợ tử hình phạm nhân, sau đầu mở cái lỗ hổng, nằm một cái nho nhỏ nhện. Mà cái này nhện, chính là tử nhện tại một khoảng cách bên trong, chỉ cần nhện mẹ có hành động, tử nhện liền cũng sẽ có giống nhau động tác. Cho nên, cứ như vậy có thể đạt tới điều khiển tình trạng. Trần cảnh lúc này liền cầm trong tay nhện mẹ, đồng đưa nhện mẹ chân. Rất nhanh, tử nhện cũng động lên, lệnh cái kia tử hình phạm nhân không bị khống chế hướng phía bờ sông mà đi. Ngụy trên bờ sông. Thọ rùa từ trong sông leo ra, đang tại phơi nắng. Tử hình phạm nhân tứ chi cứng nhắc, bị khống chế lấy từng bước một tới gần. Khoảng cách đi tới trăm bước xa, cái kia thọ rùa còn không có phản ứng gì. Gần hơn một chút, đến 15 trượng bên trong phạm vi, thọ rùa còn không có động tĩnh gì. Tử hình phạm nhân bị khống chế lấy tiếp tục hướng phía trước, đạt đến thọ rùa trước người mười trường khoảng cách lúc này cái kia trước đó uể oải phơi nắng thọ rùa bỗng nhiên mở ra đậu xanh đồng dạng con mắt nhìn về phía tử hình phạm nhân sau một khắc thọ rùa mở miệng ra trần cảnh cảm nhận được có yêu lực ba động liền như là pháp thuật ba động bá một đạo thủy tiễn từ thọ rùa trong miệng đột nhiên phun ra mười trường khoảng cách bất quá chớp mắt liền đến cái kia tử hình phạm nhân đứng đấy không nhúc nhích, thân thể trực tiếp bị xỏ xuyên nổ bể ra đến. Bành. Bọc nước cùng huyết hoa lăn lộn hợp lại cùng nhau. Một cái nho nhỏ nhện lạc trên mặt đất, cộc 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 lập tức quay đầu liền chạy. Cái này huyễn nhện cổ tuy là cổ trùng, nhưng cũng có bản năng cầu sinh. Giờ phút này ký chủ tử vong, tự nhiên chạy nhanh chóng, muốn chạy về nhện mẹ bên cạnh. Trần cảnh cũng không thèm để ý điểm ấy, hắn nhìn xem thân thể nổ tung tử hình phạm nhân, trong miệng tự nói. Cái này thọ rùa thủy tiễn uy lực, so với ta khí nhận thuộc cường một chút. Chỉ bất quá, cũng không có cường quá nhiều. Điều này nói rõ, thọ rùa thực lực, đại bù không được luyện khí tầng 4 cùng 5 tầng. Trần cảnh đối với cái này thăm dò, có phán đoán. Mà trần cảnh nhìn thấy, thọ rùa tại phun ra thủy tiễn về sau, phản phất chuyện gì đều không có, tiếp tục phơi nắng. Khả năng, sử dụng một đạo pháp thuật cái này thọ rùa tiêu hao cũng không lớn cho nên không có trở về trong nước tu dưỡng cái này cũng khó trách ngang cấp yêu thú thường thường liền sau so ngang cấp tu tiên giả yêu lực muốn hùng hậu một chút bọn chúng có thể sử dụng pháp thuật số lần cũng nhiều một chút trần cảnh thầm nghĩ sau một khắc trần cảnh quay đầu hắn muốn tìm càng nhiều tử hình phạm nhân sau đó tới tiếp tục thăm dò cùng nghiệm chứng cũng may tại cái này chiến loạn chưa định thời đại, liền là cặn bã không thiếu. Các loại tán tận thiên lương phạm nhân, thì sát thành tính sơn phỉ các loại. Ngày thứ 9 Trần Cảnh bắt được ba cái tội ác tay trời người, vì bọn họ giao huyễn nhện cổ. Đồng thời, ba cái này mặc dù hành động cứng nhắc chậm chạp, vẫn còn mang theo vũ khí. Cứ như vậy, Trần Cảnh điều khiển bọn hắn, hướng phía đang tại phơi nắng thọ rùa mà đi cái này mang theo vũ khí, thậm chí không có đi đến thọ rùa mười trượng phạm vi bên trong, cái kia thọ rùa liền có hành động. Bá. Chỉ gặp, thọ rùa phun ra một đạo thủy tiễn, lại quay đầu phun ra một đạo thủy tiễn. Liên tiếp ba đạo thủy tiễn bị thọ rùa phun ra, đem ba tên bị trần cảnh điều khiển người giết chết. Mang theo vũ khí, cũng sẽ để thọ rùa lên một điểm phòng bị tâm. Chỉ bất quá, hắn thủ đoạn có chút cứng nhắc, lặp lại lãng phí pháp thuật, sử dụng thủy tiễn trần cảnh gật đầu đem những này lại ghi xuống ngày thứ hai trần cảnh bắt chước làm theo lần này lại là điều khiển năm cái tội ác tày trời người cầm trong tay vũ khí hướng phía thọ rùa mà đi lần này trần cảnh cố ý điều khiển mấy người kia nhanh điểm chỉ gặp cái kia thọ rùa thấy thế vậy mà xoay người về tới trong sông phu phu rơi xuống nước thanh âm truyền ra thọ rùa vào nước bị Trần Cảnh điều khiển mấy người đứng ở bờ sông. Mắt thấy trong sông khôi phục bình tĩnh. Bỗng nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện. Trong sông có một đạo tiểu lãng bị thọ rùa đẩy ra. Xoạt. Cái kia một đạo sóng, trọng vẹn cao bằng một người. Thọ rùa ngay tại trong sông, đem đạo này sóng cho đẩy bắt đầu, đem những người kia bao phủ lại bắt đầu. Trần Cảnh ánh mắt ngưng tụ, nhớ kỹ thọ rùa thủ đoạn này uy lực ở trong nước có thể đẩy sống, phát huy thiên phú. Với lại, cái này thọ rùa còn rất có trả thù tâm, đều đã chạy, vẫn còn quay người trở về diệt sát bị điều khiển mấy người. Trần cảnh đối với thọ rùa tính tình, có càng nhiều hiểu rõ. Thời gian kế tiếp bên trong. Trần cảnh lại tiến hành nhiều mặt thí nghiệm. Trọn vẹn sau 3 tháng thời gian. Trần cảnh đối thọ rùa tiến hành thăm dò, vượt qua hơn trăm lần. Ba ngày thăm dò, trong đêm thăm dò tính cảnh giác thăm dò, phòng ngự tính thăm dò. Các loại, các phương diện thăm dò, Trần Cảnh tất cả tiến hành một phen. Sau đó, Trần Cảnh mới ra một cái kết luận. Ta tự hồ, có thể nếm thử xuất thủ. Trần Cảnh ra kết luận, làm ra phán đoán. Cơ hồ trên trăm thiên thăm dò, để Trần Cảnh đối với thọ rùa có toàn phương vị lại toàn diện hiểu rõ. Từ năng lực, đến hắn tính cách, lại đến hắn nhẫn nại cực hạn các loại. Đáng tiếc, cái này thọ rùa cũng không thương ăn người, cho nên đơn giản nhất hạ độc thủ đoạn có chút khó dùng. Trần cảnh có chút tiếc núi lắc đầu, hắn còn nghĩ qua cho tử hình phạm nhân trong cơ thể tăng thêm chút đặc chế hỗn hợp độc dược, sau đó để thọ rùa nuốt ăn. Nhưng những này thiên hạ đến, trần cảnh phát hiện, thọ rùa không thể nào ăn người. Tương phản, càng nhiều sẽ ăn chút sống cá cái gì? Cái này để Trần Cảnh thiếu một hạng phát huy không gian. Trần Cảnh bị ép, chế định một cái khác phương án. Một ngày này, giữa ban ngày, trong nước sông xuất hiện một cơn lốc xoáy, thọ rùa nổi lên, muốn leo đến bên bờ phơi nắng. Đợi đến thọ rùa phơi nắng, đồng thời trở nên quể oải lên sau khi đến. Trần cảnh chậm rãi xuất hiện. Hắn ngay từ đầu khoảng cách thọ rùa có chút khoảng cách. Theo thời gian chuyển dời, hắn khoảng cách từng bước một lặng yên tới gần. Không bao lâu, đã đến trăm bước phạm vi bên trong. Khoảng cách này cũng không phải là thọ rùa cực hạn phòng ngự khoảng cách. Cho nên, Trần Cảnh còn lặng yên tới gần một chút. Đại khái 15 trượng khoảng cách, Trần Cảnh dừng lại. Trần Cảnh từng có qua thí nghiệm. Hắn làm một cái tử hình phạm nhân gia trị một đạo hộ thân thuật, tại 15 trượng khoảng cách dưới là có thể miễn cưỡng ngăn lại thọ rùa thủy tiễn công kích. Đồng thời, tại khoảng cách này phía dưới, Trần Cảnh ngũ sắc kiếm cũng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất có pháp khí cùng không có pháp khí hoàn toàn là hai khái niệm có pháp khí tu tiên giả thường thường có thể tại cùng cảnh giới bên trong càng cái ba lượng tầng mà chiến đều là dễ như trở bàn tay cho nên có được ngũ sắc kiếm trần cảnh mới dám đang thử thăm dò trên trăm ngày sau thật đối thọ rùa xuất thủ trần cảnh trong lúc nhất thời còn không có động tác bởi vì hắn biết được lúc này thọ rùa nhìn như còn quệ oải phơi nắng trên thực tế còn có một số phòng bị trong nháy mắt liền có thể phun ra một đạo thủy tiễn bất quá các loại mặt trời tiếp tục phơi một chút thời gian thọ rùa lòng cảnh giác sẽ lần nữa giảm xuống một cái trần cảnh liền phải chờ cho đến lúc đó nhất định phải nhất kích tất sát trần cảnh thầm nghĩ những ngày này hắn đối thọ rùa tính tình mười phần hiểu rõ minh bạch muốn duy nhất một lần xuất thủ nếu không thọ quy tướng mình có đầu rút cổ sau khi đứng lên Tầng kia mai rùa phía trên Còn có thể phóng thích cùng loại hộ thân thuộc quang mang Đưa nó bảo vệ bắt đầu Trần cảnh không có thí nghiệm qua đối phương Cái kia hộ thân linh quan uy lực Cho nên hắn nhất định phải tranh thủ nhất kích tất sát Duy nhất để trần cảnh may mắn chính là Lúc này thọ rùa Trí thông minh cũng không cao Lúc này mới có trần cảnh thời cơ lợi dụng Hô Bỗng nhiên Có nhẹ nhàng gió nhẹ quét Trần cảnh vừa vặn đứng ở đầu gió ra thọ rùa tại hạ phong chỗ. Có vô sắc vô vị độc phấn, lặng yên bị trần cảnh tản ra, theo gió mà đi. Độc này phấn, cũng không phải là chân chính kịch độc cái chủng loại kia. Bởi vì, trần cảnh từng có thí nghiệm, đối với có thể tổn thương đến thân thể độc dược, thọ rùa có thể có chỗ phát giác. Cho nên, trần cảnh sử dụng, càng nhiều là cùng loại với mong hãng dược cường lực thôi miên thuốc. Bình thường voi chỉ cần ngửi một chút, đều có thể bất tỉnh ngủ mất. Chỉ bất quá, Trần Cảnh cũng thử qua, loại thuốc này hiệu, chỉ bất quá sẽ để cho thọ rùa càng thêm quể oải. Đối Trần Cảnh tới nói, điểm ấy hiệu quả, liền có thể gia tăng một cái thành công của hắn suất. Trần Cảnh kiên nhẫn chờ đợi dưới, chờ đợi dược hiệu phát huy tác dụng. Khi đó, liền là Trần Cảnh ngang nhiên xuất thủ thời khắc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 50 Thủ đoạn ra hết, chém vết thọ rùa nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thời gian từng giờ trôi qua. Thẳng đến mặt trời ngày thịnh nhất thời điểm. Trần cảnh cùng cái kia thọ rùa ở giữa khoảng cách, chỉ có 15 trượng. Giờ phút này, thọ rùa nghiễm nhiên đã bị phơi quẻ oải. Trong đó cũng có một chút trần cảnh dưới thuốc tác dụng. Liền là lúc này. Trần cảnh trong mắt, lóe lên một tia tinh quang. Hắn trực tiếp xuất thủ, một tay phất lên, trong tay ngũ sắc kiếm trực tiếp hóa thành một đạo quan mang, chớp mắt mà ra. Đồng thời, Trần Cảnh còn một cái tay khác bóp pháp quyết, thi triển một đạo khí nhận thuật. Một màn này, Trần Cảnh tại quá khứ trong một trăm ngày, không biết trong đầu diễn luyện bao nhiêu lần. Thiên biến vạn biến đều không khoa trương. Cho nên, Trần Cảnh một khi xuất thủ, chính là thế xét đánh lôi đình. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, Trần Cảnh trên người sống pháp lực bị cái kia thọ rùa cho cảm nhận được. Thọ rùa phản ứng rất nhanh, lại phải lập tức có đầu rút cổ tại mai rùa phía dưới. Chỉ cần hắn có đầu rút cổ bắt đầu, nó mai rùa bên trên liền sẽ sinh ra một đạo linh quang, đem mai rùa quanh mình đều bảo vệ bắt đầu. Chỉ bất quá, những này trần cảnh đã sớm tính tới, ở trong lòng có đoán trước. Lúc này, trần cảnh trước đây hạ dược tác dụng liền thể hiện ra. Quế Oải Thọ Rùa nguyên bản lùi về mai rùa chỉ cần một sát thời gian này, hết sức nhanh chóng. Hiện tại, thứ nhất muốn động đánh, lại phát giác thân thể hơi chậm một chút chậm. Cho tới, cái này có đầu rút cổ quá trình, có trọn vẹn một hơi thời gian. Trần cảnh ngũ sắc kiếm cùng cái kia khí nhận thuật, vượt qua 15 trượng khoảng cách, thế nhưng là chớp mắt liền đến. Bá Ngũ sắc kiếm hóa thành một đạo lưu quan, trong nháy mắt đã đến thọ rùa trên đầu. Chỉ bất quá, nguyên bản một kiếm này, là muốn trực tiếp gọc đi thọ rùa đầu, sẽ rơi vào hắn trên cổ. Hiện tại, thọ rùa vẫn là trục một điểm cổ, cho nên một kiếm này rơi vào thọ rùa trên đầu. Bá Ngũ sắc tiểu kiếm đâm thẳng mà qua, bởi vì góc độ nguyên nhân, không có đem thọ rùa đầu chẻ thành hai nữa, nhưng cũng trực tiếp để hắn trên đầu hiện lên một đường vết trách. Hoác Thọ rùa mở miệng, phát ra một đạo kỳ dị tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì lần này, hắn có đầu rút cổ tốc độ lại có chút dừng lại. Cái kia khí nhận thuật cũng đã đến, trực tiếp rơi vào thọ rùa chân trước bên trên. Giác băng. Thọ rùa chân trước, có mấy tiết chỉ trực tiếp bị chém đứt, huyết dịch từ trong đó chảy ra. Về trảm. Trần cảnh khẽ quát một tiếng, tại vận dụng, bách bộ phi kiếm quyết, điều khiển ngũ sắc kiếm. Vừa mới bay nhanh mà qua ngũ sắc kiếm, bỗng nhiên quay lại, vẫn hướng phía thọ rùa đầu đột nhiên rơi đi. Suy. Binh khí phá vỡ huyết nhục thanh âm, ngũ sắc kiếm trực tiếp từ thọ rùa đỉnh đầu đâm đi vào, thừa dịp hắn đều còn không có có đầu rút cổ lúc thức dậy. Sau một khắc, có huyết dịch toát ra, thọ rùa ngay cả kêu thảm cũng không có phát ra. Bởi vì, thọ rùa tứ chi cùng đầu đuôi đã có đầu rút cổ bắt đầu. Một cổ có chút ẩm đạm linh quang, từ hắn mai rùa chi bên trên phát ra, đem thọ rùa thân thể đều cho bảo vệ bắt đầu. Thật ngoan cường sinh mệnh lực chính là trần cảnh cũng không khỏi cảm khái một tiếng, thọ rùa sinh mệnh lực rất ương ngạnh. Cái kia hai dưới thân kiếm, chính là bình thường luyện khí trung kỳ tu tiên giả đều tuyệt đối khó mà ngăn cản. Nhưng này thọ rùa sinh sinh thụ cái này hai kiếm về sau, lại còn cũng không chết. Cũng may, trần cảnh mặc dù cảm khái, nhưng cũng đối một màn này, từng có tưởng tượng. Cho nên, trần cảnh có khác chuẩn bị. Hoa Trần cảnh từ phía sau, rút ra một tấm lưới cái này một tấm lưới, chính là hắn trước đây nuôi thiên tạm cổ nhã tơ thành, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, tính bền dẻo mười phần. Trần cảnh đem cái này thiên tạm ti bệnh trở thành một cái lưới lớn, chính là vì đối phó thọ rùa. Lưới lớn mở ra, hướng thẳng đến thọ rùa rơi xuống. Sau một khắc, lưới lớn đem thọ rùa che trùm lên phía dưới. Trần cảnh không chút do dự, đột nhiên hướng về sau khẽ động, kéo động lưới hắn phải thừa dịp lấy thọ rùa chưa kịp phản ứng trước đó đem thọ rùa kéo cách bờ sông bằng không mà nói thọ rùa một khi trở về trong sông sống hay chết trần cảnh cũng không có cách nào uống thọ rùa vượt qua dự kiến nặng nề cũng may trần cảnh trước đây tu luyện võ đạo mấy chục năm thân thể cường hoành có thế một tay cử đỉnh có mấy ngàn cân lực hiện tại kéo đồng một cái thọ rùa còn không nói chơi trần cảnh tốc độ rất nhanh không chút nào chậm trễ. Không một lát nữa thời gian, liền đem thọ rùa kéo cách xa bờ sông. Ở trong quá trình này, thọ rùa tự hồ cũng đã nhận ra cái gì? Phốc. Chợt, một đạo thủy tiễn, bị thọ rùa phun ra. Thọ rùa đầu thậm chí không có nhô ra mai rùa, liền thả ra như thế một đạo thủy tiễn. Điểm này, tại trần cảnh trước đây đủ kiểu thăm dò bên trong, lại căn bản không có thăm dò đi ra. Bất quá, trần cảnh trong đầu trăm ngàn lần diễn lúc luyện suy tính sẽ xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn vừa vặn đoán được điểm này suy đoán thọ rùa sẽ có tương tự thủ đoạn cho nên trần cảnh là đã sớm chuẩn bị hộ thân thuật trần cảnh khẩn cấp ở giữa vì chính mình thả ra một đạo hộ thân thuật đồng thời hắn thân thể khẽ động có chút chết đi thân thể một cái phanh lập tức thọ rùa thủy tiễn xoa dưới trần cảnh nghiêng người lại bị cái kia hộ thân thuộc linh quan cho bảo vệ. Thủy tiễn nổ tung, cũng không có đối với trần cảnh tạo thành tổn thương. Tương phản Trần cảnh thừa này thời khắc, thấy được thọ rùa phóng thích thủy tiễn lúc, bên ngoài thân hộ thể linh quan biến mất một cái. Trần cảnh không chút do dự, trực tiếp vận chuyển, bách bộ phi kiếm quyết, thúc giục cái kia ngũ sắc tiểu kiếm. Đi Trần cảnh trong miệng quát khẽ, pháp lực quán chú phía dưới, ngũ sắc tiểu kiếm bay ra. Phù một tiếng, phi kiếm thuận thọ rùa mai rùa, đột nhiên đâm vào thọ rùa đầu chỗ, một đóa hoa máu nở rộ mà ra, thọ rùa trên thân, linh quang tất cả đều biến mất. Trong lúc nhất thời, Trần Cảnh biết rõ đã nhận ra trên người đối phương yêu lực tại tán loạn, chết. Trần Cảnh có chút kinh hỉ, hắn phen này trăm ngày chuẩn bị, vạn lần mô phỏng, liên tiếp toàn lực ba kiếm, hai đạo pháp thuật phía dưới, thọ rùa đã mất đi sinh tức nhưng trần cảnh không có quá qua đắc ý quên hình trong giới tự nhiên rất nhiều động vật đều tinh thông giả chết chi đạo ai biết cái này thọ rùa sẽ sẽ không như vậy trần cảnh sinh ra ý nghĩ như vậy cho nên hắn còn có mấy phần ổn trọng cùng cẩn thận lật bàn tay một cái trần cảnh trong tay xuất hiện mấy viên thuốc hoang đây là độc phấn ngưng tụ mà ra hắn muốn đối thọ rùa lại tiến hành một phen thăm dò thọ rùa khi còn sống trong cơ thể có yêu lực, cho nên rất nhiều độc dược có thể đưa đến tác dụng cũng không lớn. Hoặc là nói, trần cảnh khống chế những phạm nhân này độc dược, đối yêu thú tác dụng không lớn. Bất quá, nếu như thọ rùa thật đã chết rồi, trong cơ thể yêu lực tiêu tán, vậy liền ngăn cản không nổi trần cảnh những này độc. Cho nên trần cảnh dạng này thăm dò. Bá Một viên hóa thi phấn ngưng tụ thành độc đan, thuần thọ rùa mai rùa thẳng vào trong đó sau một khắc. Thọ rùa trong mai rùa, phát ra suy 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 ăn mòn thanh âm, thậm chí dâng lên đến sương mù màu vàng. Thấy thế, trần cảnh hơi vui, trong lòng đại định. Hắn lúc này mới vững tin xuống tới, thọ rùa hoàn toàn chính xác bị mình chém giết. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.